hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 451, chị thương cho Mỹ Nhi. Ê, sao lại là cô? Hạ Thiên vừa nhìn đã nhận ra người nằm trên mặt đất, chính là Mỹ Nhi mà mấy ngày trước đã làm cho hắn tức điên lên. Mỹ Nhi nằm trên đất không có bất kỳ phản ứng nào. Chẳng lẽ cô biết tôi muốn đánh cô nên đã chủ động đưa đến tận cửa để cho tôi đánh? Hạ Thiên lẩm bẩm một mình rồi quỳ xuống, sau đó hắn thấy không được ổn. Cô bị thương rồi, không phải đó chứ, ai đã đánh cô bị thương chứ? Tôi còn chưa đánh cô mà cô đã bị đánh thành thế này rồi sao? Mị Nhi đương nhiên là vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, nàng đã hôn mê bất tỉnh rồi. Hạ Thiên bồng Mị Nhi lên đi vào trong, đồng thời cũng lẩm bẩm. Xem như là cô bị thương nên giờ tôi không đánh cô nữa, đợi vết thương cô chữa lành rồi hãy đợi tôi đánh thêm một trận nữa. Hạ Thiên Bồng Mị Nhi đã hôn mê vừa bước vào phòng khách đúng lúc Kiều Tiểu Kiều từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy cảnh này Kiều Tiểu Kiều bất giác khẽ sững sờ. "Chồng à, đây là ai?" "À, cô ấy tên Mị Nhi, bị người ta đánh thương rồi." Hạ Thiên đáp. "Bị thương rất nặng phải không?" Kiều Tiểu Kiều có chút quan tâm hỏi, thực ra nàng vốn không quen biết Mị Nhi, có điều cũng đã từng nghe đến cái tên này rồi. "Vẫn tốt, xem ra không nghiêm trọng lắm." đã bị trúng mấy viên đạn gãy mấy khúc xương a à, kiều tiểu kiều sững sờ nhất thời giờ khóc giờ cười người ta đã bị trúng mấy viên đạn rồi mà còn bảo là không nghiêm trọng lắm vợ à anh chị thương cho cô ấy trước đã em đi ngủ trước đi có thể lâu đó hạ thiên nói xong bèn bồng mị nhi đi lên lầu vâng anh ạ à, anh mau chị thương cho cô ấy đi kiều tiểu kiều liên tục gật đầu nếu như không chị thì e Mỹ nhi sắp chết mất rồi audio điện tử võ tấn bền Hạ Thiên lên lầu bồng Mị Nhi đi vào phòng hắn, sau đó đặt Mị Nhi nằm thẳng trên giường. Chỗ bị trúng đạn vẫn còn đang chảy máu, Hạ Thiên lấy ra một cây ngân châm đâm xuống dưới vết thương, chuẩn bị cầm máu cho Mị Nhi trước, chỉ là vừa đâm vào hắn liền cảm thấy có gì đó không ổn, đồ này sao chẳng dễ đâm vào vậy. Lấy tay vò vò cái áo Hạ Thiên lẩm bẩm. Thì ra đây không phải là quần áo bình thường mình vẫn phải giúp nàng ấy cởi quần áo ra trước đã. Đối với Hạ Thiên mà nói, quần áo bình thường vốn không thể nào gây trở ngại đến việc thi châm của hắn, nhưng quần áo đã từng đặc chế mặc trên người mỹ nhi này lại có chút ảnh hưởng, tuy lấy công lực của hắn thì vẫn có thể dễ dàng đâm xuyên qua nhưng so với bình thường mà nói thì cũng khó khăn hơn. Hơn nữa Hạ Thiên luôn muốn được nghiên cứu cơ thể của mỹ nhi, bây giờ có cơ hội tốt như vậy đương nhiên hắn không muốn bỏ lỡ cởi tuột quần áo của nàng ra không những có thể thưởng thức được thân hình đẹp đẽ của Mỹ Nhi mà càng có thể tùy thích đi nghiên cứu cơ thể của nàng. Thoát y cho các Mỹ nữ luôn là việc kiên cường của Hạ Thiên, rất nhanh hắn đã cởi tuột bộ đồ màu đen bó sát người bên ngoài của Mỹ Nhi, sau đó hắn bất giác đờ người luôn, bên trong của Mỹ Nhi thật sự trống trơn, hai quả cầu nhô cao lại không có bất cứ thứ gì bọc lại che chở, trên người cô còn lại duy nhất một miếng vải chính là chiếc quần lót nhỏ để che bộ phận quan trọng nhất trên cơ thể cô. Ảnh hưởng mỹ quan, hay là cởi luôn ra vậy? Hạ Thiên cởi luôn miếng vải cuối cùng đó của Mỹ Nhi ra, sau đó Mỹ Nhi thật sự là không có một mảnh vải che thân nữa rồi. Nhìn chằm chằm cơ thể của Mỹ Nhi, Hạ Thiên lại có chút thất thần, không phải vì cơ thể của Mỹ Nhi quá đẹp, đương nhiên trên thực tế thân hình của Mỹ Nhi được xem là tương đối không tồi, chỗ nào cần lõm thì lõm, cần nhô thì nhô, những đường cong đó lại càng giống với lãnh băng băng, cũng chẳng thua kém chút nào cả, nhưng Hạ Thiên lần đầu tiên được nhìn thấy toàn bộ thân hình của Mỹ Nhi thì cảm giác đầu tiên của hắn không phải là sự mê hoặc của những đường cong hoàn mỹ đó mà là chỗ khác thường trên cơ thể nàng. Lúc trước khi lần đầu tiên Hạ Thiên tháo kính dâm của Mỹ Nhi ra thì phát hiện màu da hai bên má của Mỹ Nhi khác nhau, đây cũng khiến cho Mỹ Nhi vốn là một cấp đại Mỹ nữ biến thành một Mỹ Nhi có chút đáng sợ, nói nàng giống như quỷ cũng không quá đáng, nhưng lúc đó hắn cũng cho rằng Mỹ Nhi chỉ là bị như thế này trên mặt thôi, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện Mỹ Nhi vốn không chỉ trên mặt mới bị như vậy, trên người cô cũng như thế. Lấy đường sâu giữa ngực của Mỹ Nhi làm khởi điểm nối dài đến cái rốn nhỏ của nàng, vạch ra một đường thẳng biến cơ thể nàng từ một phân thành hai, màu da hai bên cũng hoàn toàn không giống nhau, giống y như màu da trên mặt nàng vậy, có thể gọi là phân biệt quá rõ ràng, một bên trắng đến có chút trong suốt còn một bên thì thấp thoáng có chút màu đồng cổ. Đàn hồi thật tuyệt, hạ thiên mò lên bộ ngực nhô cao của Mỹ Nhi, sau đó đâm kim xuống, chỗ đó đã trúng đạn máu còn đang chảy. Hạ thiên vận châm như bay, nhanh chóng đâm mười mấy mũi trên người Mỹ Nhi, đã cầm được máu chảy ở chỗ bị trúng đạn, sau đó ngón tay phi nhanh xuống chỗ gần vết thương ấn mấy cái, viên đạn từ bên trong phóng ra, cuối cùng hắn lại tốn thêm ít thời gian để nối liền số xương cốt bị gãy của Mỹ Nhi, cũng xem như là cơ bản hoàn thành quá trình trị liệu. Đừng tưởng nhìn vết thương thế này có vẻ như rất nghiêm trọng nhưng đối với hắn mà nói, những vết thương loại này thực ra cũng chẳng là gì, chẳng cần thiết phải sử dụng tình trạng vết thương của nghịch thiên bát châm. Đều không phải tình hình thương tích nghiêm trọng. Ô, oh, trên người có chút bẩn, tôi giúp cô tắm trước vậy. Hạ thiên nhìn thân hình của Mỹ Nhi nói giống như tự lẩm bẩm mình vậy, sau đó bèn bồng nàng lên lách người ra khỏi phòng nhảy thẳng xuống, sau đó chạy vào phòng tắm ném Mỹ Nhi vào trong bồn tắm. Ký thực cơ thể Mỹ Nhi rất sạch sẽ, chỉ có chút vết máu mà thôi, chỉ cần dùng dùng rửa lại một chút là xem như cơ bản đã sạch hoàn toàn rồi, nhưng Hạ Thiên vẫn cứng rắn dùng hai tay thăm dò tỉ mỉ cơ thể nàng, hắn mò một lượt không bỏ sót bất kỳ chỗ nào trên người nàng, có điều hắn cũng không chỉ đơn thuần là vì muốn chiếm tiện nghi Mị Nhi, trên thực tế hắn làm như vậy là đang nghiên cứu cơ thể của Mị Nhi. Cơ thể của Mị Nhi rất kỳ quái vì thế mà Hạ Thiên nghiên cứu cũng tương đối rất tỉ mỉ, chỉ là thực quá tỉ mỉ đôi chút, nếu như Mị Nhi tỉnh lại nhất định sẽ muốn giết Hạ Thiên ngay. Bên trái lành lạnh còn bên phải lại có chút nóng nóng, rõ ràng là cơ thể âm cực, trong cơ thể lại có khí trí cương, hai cái vốn chắc chắn là như nước với lửa nhưng lại đạt đến sự cân bằng tương đối. Hạ thiên tự lào bào Cơ thể âm cực sẽ không ngừng sản sinh ra khí âm cực, trừ phi tu luyện công pháp đặc biệt mới có thể luyện hóa được khí âm cực này, rất rõ ràng Mỹ Nhi vốn không có tu luyện công pháp giải hóa âm cực vì thế nên dựa theo tình hình bình thường khí âm cực rất có khả năng sẽ biến nàng thành cây kem vậy vì thế nàng đã tu luyện một loại công pháp trí cương lợi dụng khí trí cương sản sinh ra trong lúc tu luyện để ngăn lại khí âm cực, ồ, thực ra thì cũng na ná với băng hỏa linh thể của mình. Nghiên cứu một hồi lâu Hạ Thiên xem như đã cơ bản hiểu rõ được tình trạng cơ thể của Mỹ Nhi, sau đó hắn bắt đầu nghĩ đến một vấn đề, có cần biến Mỹ Nhi thành Mỹ nữ cao cấp thực thụ không ta? chương 452, đánh lâu dài. Muốn biến Mỹ Nhi thành cấp đại Mỹ nữ nói thì thực rất đơn giản, chỉ cần một bước là được liền, đó chính là biến màu da của nàng về cùng một màu, nếu như vậy thì Mị Nhi lập tức sẽ biến thành cấp đại mỹ nữ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, bước này nói thì đơn giản thế nhưng làm thì lại không hề đơn giản như vậy, cơ thể của Mị Nhi biến thành như vậy là vì trong cơ thể nàng đang tồn tại hai chân khí hoàn toàn không giống nhau. Hai chân khí này tranh giành và áp chế lẫn nhau đã dẫn đến kết quả như hiện nay, muốn giải quyết vấn đề này cách duy nhất chính là khiến cho hai chân khí này hoàn toàn dung hòa lại với nhau. Theo như thiết tưởng ban đầu của Hạ Thiên thì hắn có thể lợi dụng băng hỏa linh khí làm trung gian, trong hai loại chân khí không tương dung này của khí âm cực và trí cương đắp lên một chiếc cầu, sau đó dùng châm cứu cưỡng chế chúng dung hợp, nhưng đây chỉ là thiết tưởng, hắn vốn không đảm bảo độ an toàn của cách này. Tuy nhìn biểu hiện bên ngoài thì tình trạng trong cơ thể của Mỹ Nhi cũng na ná với tình trạng của hắn lúc nhỏ hoặc tình trạng liễu mộng lúc hôn mê, nhưng thực chất lại không giống nhau, băng hỏa linh thể là thiên sinh, còn băng chi linh khí và hỏa chi linh khí cũng vậy, đều là thiên sinh mà có. Hai cái này đều có cùng một xuất xứ khiến chúng chuyển hóa thành băng hỏa linh khí, chỉ cần vận hành băng hỏa thần quyết là được, sẽ không có bất cứ sự tổn hại nào đối với cơ thể cả. Nhưng khí âm cực trong cơ thể mỹ nhi cũng là thiên sinh, mà khí chí cương lại là hậu thiên luyện thành, trên bản chất thì đó là một khí ngoại lai, hai cái không cùng một nguồn gốc, muốn dung hợp chúng lại thực ra vốn hoàn toàn khác so với việc dung hợp băng hỏa linh khí cộng thêm việc không phải bản thân Mỹ Nhi thông qua tu luyện dung hợp mà là Hạ Thiên dùng sức lực của mình cưỡng chế thốc tiến chúng dung hợp, bởi vậy cái được gọi là hái dưa xanh sẽ không ngọt, điều này khó mà bảo đảm không xảy ra vấn đề. Muốn tiến hành dung hợp cái này không những Hạ Thiên có thể sẽ nguy hiểm mà Mỹ Nhi cũng có thể sẽ nguy hiểm, vì thế mà Hạ Thiên mới hơi do dự, có điều nhìn Mỹ Nhi với những đường cong vô cùng gợi cảm đó Hạ Thiên cuối cùng vẫn kiềm chế được loại mê hoặc này. Đây đúng là người chọn lựa làm một người vợ cực phẩm, chỉ cần biến nàng xinh đẹp ra thì hắn lại có thể tìm được một mỹ nữ cấp đại làm vợ rồi, vì vợ hắn quyết định vẫn phải mạo hiểm thôi. Nhớ lời đại sư phụ từng nói, tìm mỹ nữ làm vợ luôn có chút mạo hiểm như vậy, có thể nửa đêm đi trên đường bị người ta chém chết, cũng có thể bị người ta ám hại phải vào nhà lao, nếu như một chút mạo hiểm cũng không có vậy thì người vợ tìm được nhất định không phải là mỹ nữ. Hạ Thiên đã có được quyết định bèn chuẩn bị lập tức thực hiện hoán vị, hắn bồng Mỹ Nhi từ trong phòng tắm đi ra sau đó phi nhanh về phòng mình rồi lại đặt Mỹ Nhi nằm thẳng xuống giường, sau đó rút hai cây ngân châm ra bò lên giường ngồi xếp bằng bên cạnh Mỹ Nhi, tay trái cầm kim châm vào cơ thể của Mỹ Nhi, một luồn băng hỏa khí thâm nhập vào trong cơ thể nàng, đồng thời kéo dài sang hai bên một bên nối khí âm cực lại, một nên nối đến khí trí cương bắt nên một chiếc cầu. Tiếp theo tay phải hạ thiên vận châm như bay không ngừng châm vào trong cơ thể Mỹ Nhi, số kim đâm theo đó càng lúc càng nhiều, chân khí trong cơ thể Mỹ Nhi cũng bắt đầu vận hành nhanh khí âm cực và khí trí cương thông qua chiếc cầu mà băng hỏa khí bắt qua không ngừng xâm nhập vào bên phía đối phương, sau đó đóng quân tại đó. Hạ thiên tiếp tục không ngừng châm kim cưỡng chế thúc đẩy khí âm cực và khí trí cương dung hợp, chỉ có điều hắn nhanh chóng phát hiện ra tốc độ dung hợp của hai cái đó rất chậm, muốn để cho chúng hoàn toàn dung hợp e là một việc mà nhất thời không thể nào làm được. Tìm một người vợ thật chẳng dễ tí nào. Hạ thiên bùi ngùi trong lòng, sau đó bắt đầu đánh lâu dài sáng sớm hôm sau sân bay quốc tế kinh thành một mỹ nữ tóc vàng vừa từ sân bay đi ra một chiếc xe audi màu đen chạy về phía nàng rồi dừng lại bên cạnh nàng cửa xe kéo xuống một người đàn ông ló đầu ra vẫy tay chào nàng lên xe đi con mắt xinh đẹp của mỹ nữ tóc vàng lóe lên tia kinh ngạc nhưng vẫn mở cửa sau xe lên sách hành lý bỏ lên xe kim dương sao anh lại đến đây mỹ nữ tóc vàng đóng cửa xe lại sau đó mở miệng hỏi tổ trưởng biết hôm nay cô về lại nên bảo tôi đi đón cô. Người đàn ông tên Kim Dương đó vừa lái xe vừa đáp. Ồ, vậy tôi phải thật sự cảm ơn tổ trưởng rồi. Mỹ nữ tóc vàng đó cười nhạt. Từ trong túi sách rút di động ra, Mỹ nữ tóc vàng đó gọi vào một số điện thoại. Mộc hàm, cô gọi điện cho tổ trưởng phải không? Kim Dương tùy ý hỏi một câu. Không phải. Mỹ nữ tóc vàng đó là Mộc hàm, nàng vừa từ nước ngoài thực hiện nhiệm vụ trở về, nàng lắc đầu nói tôi gọi điện cho yêu yêu xem thử cô ấy có cần tôi mang thức ăn đến cho cô ấy không à kim dương thở một hơi nhẹ nhõm một lát sau mộc hàm khẽ nhíu mày nhà đầu này không phải còn đang ngủ đó chứ sau vẫn không thấy bắt máy nghe nói yêu yêu thường hay ngủ nướng giờ vẫn còn sớm cô ấy ngủ cũng rất bình thường mà kim dương tiện mồm nói thôi vậy tôi cũng nhắc mua đồ ăn cho cô ấy Mộc Hàm ngã người về phía sau. Tôi có chút mệt rồi, nghỉ ngơi một chút trước đã, đến nơi thì gọi tôi. Không thành vấn đề. Kim Dương đáp một câu, xe đã chạy đến đường cao tốc của sân bay, tốc độ cũng theo đó tăng nhanh lên rất nhiều. Sau mấy phút Mộc Hàm khẽ nhắm mắt lại làm bộ dạng đã ngủ say, còn Kim Dương từ kính chiếu hậu nhìn thấy tình cảnh này thì thần kinh hắn cũng gần như đã giãn ra rất nhiều. Kim Dương đang vui vẻ lái xe thì đột nhiên nghe thấy bên tại vọng lại một câu trở về long tổ đúng vậy a à. kim dương thuận miệng đáp một tiếng sau đó phát hiện không ổn những đã quá muộn rồi một vật lạnh tanh đè trên đầu hắn hắn biết đó chính là súng hơn nữa hắn còn có thể từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy súng đang nằm trong tay của mộc hàm nói triệu công tử muốn làm gì mộc hàm lạnh lùng hỏi tốt nhất ngươi thành thật trả lời nếu không tôi cho nổ đầu ngươi ngay lập tức mộc hàm tôi tôi thật sự không biết tôi chỉ là phụng mệnh đến đón cô về, còn những chuyện khác tôi thật sự không biết. Ngữ khí của Kim Dương có chút run rẩy, bất kỳ ai bị người khác chĩa súng vào đầu thì ngữ khí cũng sẽ không bình thường. Có phải ở Kinh Thành đã xảy ra chuyện gì? Mộc Hàm lại hỏi. Tôi không biết, tôi chỉ biết thủ lĩnh đột nhiên trở về hơn nữa còn đảm nhiệm lại trước tổ trưởng của Long Tổ. Kim Dương không dám có chút dấu giếm nào cả. Tiếp tục lái xe đến đường vòng thứ 5 thì rẽ xe đi vòng theo đường vòng thứ 5, không được dừng lại giữ cho xe bình thường hiểu chưa mộc hàm tiếp tục ra lệnh vâng tôi nhất định sẽ làm theo kim dương vội vàng nói lúc này hắn dám không làm theo sao tay phải mộc hàm cầm chắc khẩu súng tay trái rút di động ra lại gọi vào một số nhưng số đó vẫn không có ai bắt máy cả tổ trưởng triệu minh phong của thiên tổ có phải đã xảy ra chuyện rồi không mộc hàm bỏ điện thoại xuống hỏi Chương 453, Mộc Hàm gặp nguy hiểm lần nữa. Tôi không biết, á. Kim Dương còn chưa nói xong thì đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, một viên đạn đột nhiên phụt ra đâm vào đầu hắn. Mộc Hàm nhận thức được cúi đầu xuống, ánh mắt nàng cũng đã nhìn thấy bên trái và bên phải đều có xe chạy song song với xe nàng đang đi, mà viên đạn đó đánh phóng ra từ một trong hai chiếc xe đó, sau khi giết Kim Dương một trong hai chiếc xe đó đột nhiên tăng tốc chặn trước mặt chiếc xe này. Kim Dương vừa chết thì chiếc xe đã không người lái, nhìn thấy sắp đâm vào chiếc xe trước mặt Mộc Hàm nhanh chóng từ ghế sau bò lên phía trước, vừa cầm vô lăng lái vừa mở cửa xe ra, một chân đá Kim Dương xuống sau đó ngồi bên ghế tài xế xoay mạnh tay lái, khó khăn lướt sát qua chiếc xe đó. Nhấn ga mạnh Mộc Hàm tăng tốc xông thẳng lên phía trước, đối phương bắn chết Kim Dương lại không nổ súng tiếp nữa, điều này chứng tỏ đối phương không muốn giết nàng mà là muốn bắt sống nàng nàng không biết rốt cuộc đối phương có mưu đồ gì nhưng rất rõ ràng là cô không thể để cho đối phương thành công. Mộc Hàm không biết đối phương có bao nhiêu người, nhưng đối phương chỉ ít cũng có hai chiếc xe, chắc chắn cũng có được mấy tên trong đó, cộng với việc đối phương đã có kế hoạch từ trước nên trong tình hình này nàng rõ ràng khó có thể chiếm được tiện nghi, vì thế nàng đã đưa ra một sự lựa chọn sáng suốt nhất, đó chính là bỏ chạy. Nàng chạy xe càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức đạt đến cực hạn của xe, vứt lại hai chiếc xe đó ở một khoảng cách khá xa, nhưng nàng không thể vui được lâu vì nàng lập tức phát hiện ra hai chiếc xe đó sắp đuổi kịp rồi, khoảng cách không ngừng kéo gần lại xe ăn, nếu cứ tiếp tục thế này thì không lâu sau đối phương có thể đuổi kịp nàng. Đùng đùng, tiếng súng lại vang lên, đối phương lại không phải bắn người mà là bắn xe, đợt bắn lần này lại khiến cho Mộc Hàm đoán được đối phương chỉ ít cũng trên 5 người. Lấy một địch năm lại cộng thêm việc ứng chiến gấp gáp vốn không có chút phần thắng nào cả, trong tay nàng lúc này cũng chỉ có một khẩu súng, bên trong cũng chỉ còn không đến 10 viên đạn, nếu như phản kích thì đạn sẽ lập tức bị bắn sạch ngay. Trong đầu Mộc Hàm lại nhanh chóng chuyển hướng suy nghĩ, nàng biết Kinh Thành nhất định đã xảy ra chuyện gì đó mà nàng không biết, nhưng lúc này nàng vốn không có thời gian đi thăm dò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, điều cấp bách nhất chính là chạy thoát khỏi sự truy đuổi của kẻ địch, đợi sau khi đến được nơi an toàn thì từ từ làm rõ chuyện cũng không muộn. Bụp, một tiếng sỉ vang lên xe chấn động, Mộc Hàm biết đó là tiếng bánh xe đã bị đạn bắn trúng, xe đột nhiên chạy qua một chiếc cầu, dưới cầu là một con sông chạy xuyên qua kinh thành, nhìn thấy con sông này Mộc Hàm đột nhiên đã có cách. Mộc Hàm đột nhiên đạp thắng xe sau đó quay ngược đầu xe, tiếp tục nhấn mạnh ga tăng tốc sông lên trên cầu, còn hai chiếc xe đuổi theo cũng chạy về phía này. Mộc Hàm xoay tay lái điều khiển xe vọt mạnh lên chạy về hướng một chiếc xe trong số đó, sau đó lúc sắp đụng vào nhau thì chợt phanh gấp lại, nàng bỗng nhiên đẩy cửa xe nhảy người ra ngoài. âm, um, hai chiếc xe đâm vào nhau. Túm, một hàm rơi xuống nước. thành phố giang hải, hạ thiên vẫn cố gắng trên cơ thể của mỹ nhi, ngân châm hết lần này đến lần khác được đâm vào cơ thể của nàng, đã châm kim suốt cả đêm. hạ thiên lúc này đã cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng chỉ cần nhìn thấy mỹ nhi hắn liền cảm thấy sự mệt mỏi này rất đáng. khuôn mặt đó của mỹ nhi lúc này đã thật sự là nghiêng nước nghiêng thành màu da hai bên đã trắng như tuyết, không có sự khác nhau nào cả, còn màu da trên người nàng cũng giống vậy. Sau khi trải qua một đêm khí âm cực và khí trí cương trong người nàng gần như đã dung hợp hoàn toàn, và hiệu quả của sự dung hợp hai cái này rất rõ ràng nhanh chóng, với dung mạo và thân hình lúc này của Mỹ Nhi, bất luận là so sánh với liễu mộng hay lãnh băng băng đều không thua kém gì cả, còn làn da trắng đến khác thường này của Mỹ Nhi thì lãnh băng băng và liễu mộng đều không thể nào có được qua một lúc nữa là xem như cơ bản đã hoàn thành rồi. Hạ Thiên nghĩ vậy rồi thấy vui vẻ trong lòng, cuối cùng cũng tìm được một mỹ nữ làm vợ rồi. Nhưng mà sau nửa giờ đồng hồ Hạ Thiên lại không thể nào vui được nữa, bởi vì hắn phát hiện ra được một vấn đề rất nghiêm trọng, mà vấn đề này rất có khả năng dẫn đến người vợ xinh đẹp hắn vừa tìm được này sẽ biến thành một thi thể xinh đẹp. Lúc tất cả khí âm cực vào khí trí cương đã dung hòa thì Hạ Thiên phát hiện mình đã bỏ qua một vấn đề, đó chính là khí âm cực và khí trí cương trong cơ thể Mỹ Nhi vốn không hoàn toàn bằng nhau, chúng không thể vừa khớp dung hợp hoàn toàn được mà kết quả chính là khí trí cương mà bản thân Mỹ Nhi tu luyện được đã xuất hiện nhiều hơn khí âm cực vốn có sẵn trong cơ thể nàng. Đại đa số khí âm cực và khí trí cương dung hợp làm một sẽ hình thành nên một loại chân khí mới, nhưng còn những khí trí cương dư thừa ra nếu lưu lại trong cơ thể nàng thì rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của nàng. Loại khí trí cương này vốn không thích hợp cho phụ nữ tu luyện, nàng có thể tu luyện được đó là vì nàng có cơ thể âm cực sẽ sản sinh ra được loại khí âm cực, hai cái này có thể áp chế lẫn nhau, nhưng vấn đề nằm ở chỗ khí âm cực vốn không phải tùy lúc mà sản sinh ra được nhiều, bây giờ trong cơ thể nàng đã không còn khí âm cực nữa rồi, còn khí trí cương này nếu như tồn tại như vậy thì sẽ nuốt chửng lấy kinh mạch của nàng, hủy hoại cơ thể nàng, rất có khả năng trực tiếp dẫn đến tử vong. Lần này hỏng bét rồi. Hạ Thiên có chút sầu não, hắn chỉ chăm lo đến việc biến Mỹ Nhi thành vợ xinh đẹp mà lại không đi suy nghĩ kỹ vấn đề, bây giờ thì phiền phức to rồi. Hắn không thể để cho cấp đại Mỹ nữ vừa mới tìm được biến thành cái xác chết, hắn còn đợi nàng làm vợ cho hắn nữa, vì thế suy đi tính lại Hạ Thiên chỉ nghĩ ra được một cách đó chính là hút phần khí trí cương còn dư thừa trong cơ thể Mỹ Nhi ra ngoài, nhưng vấn đề là khí trí cương này lại không thể nói hút ra là có thể hút ra được liền. Càng không giống như hơi trong bánh xe bơm căng vào rồi thì có thể xả ra được, trên thực tế khí trí cương này vốn không thể xả ra được, chỉ có thể chuyển đến cơ thể của một người khác. Còn như đối tượng để chuyển đến thì đã không cần phải chọn nữa, chỉ có thể là Hạ Thiên thôi, có điều Hạ Thiên không biết sau khi trên người mình có thêm một ít khí trí cương thì sẽ nảy sinh hậu quả gì. Không quan tâm nhiều nữa, mình là thần y đệ nhất thiên hạ, bất luận có hậu quả gì mình cũng có thể giải quyết được. Hạ Thiên nghĩ vậy bèn đưa ra quyết định bắt đầu hành động, Mỹ Nhi là vợ mà hắn đã chọn, vì vợ hắn tạm thời chỉ có thể vất vả một chút rồi. Hạ quyết tâm xong Hạ Thiên liền bắt tay hành động, hắn một lần nữa dùng ngân châm đâm vào người của Mỹ Nhi đem những khí trí cương còn dư đó thông qua một cây kim châm khác đi vào cánh tay trái của hắn. Hạ Thiên chỉ cảm thấy tay trái của hắn nóng bỏng, cả cánh tay trái như bị đốt vậy, có điều hắn nhanh chóng dùng băng hỏa linh khí áp chế xuống, áp chế hoàn toàn luồn khí trí cương đó trong kinh mạch của cánh tay trái, không cho đi vào những chỗ khác trong cơ thể hắn cuối cùng cũng đã hoàn thành công việc vĩ đại rồi. Mấy phút sau Hạ Thiên rút ngân châm ra thở dài một hơi, còn Mỹ Nhi nằm trên giường cũng đột nhiên mở mắt. chương 454, Mỹ Nhi hoàn mỹ. Mỹ Nhi vừa mới tỉnh lại có chút mơ màng, đương nhiên đây không phải là vì nhìn thấy Hạ Thiên, tối qua sau khi nàng bị thương liền nhảy thẳng xuống lầu, sau đó thì đến đây tìm Hạ Thiên chính là hy vọng Hạ Thiên có thể cứu nàng. Vì thế mà giờ nàng tỉnh lại đã nhìn thấy Hạ Thiên đang ở bên cạnh, vốn nàng chẳng thấy có gì kỳ lạ cả, nàng cũng có thể tưởng tượng được chính Hạ Thiên đã cứu mạng nàng. Nàng mơ màng là vì phát hiện cơ thể mình hình như không giống với trước kia, thực ra từ trước tới nay trong cơ thể nàng luôn là hai loại cảm giác nóng lạnh tồn tại đồng thời, tuy nhiều năm nay nàng đã quen với nó nhưng không đồng nghĩa với việc nàng không cảm giác được, nhưng lúc này cơ thể cho nàng một cảm giác hoàn toàn khác với trước đây, không còn loại cảm giác nóng lạnh xen nhau nữa mà là rất ấm áp và lúc nàng thử vận chân khí thì càng phát hiện ra chân khí trong cơ thể nàng rõ ràng đã tăng vọt. Chỉ ít cũng gấp đôi so với trước đây, nhưng loại chân khí này lại hoàn toàn không giống với trước đây. Cậu đã làm gì tôi? Nghị nhi chừng mắt nhìn Hạ Thiên nhịn không được hỏi. Không làm gì cả, chỉ là chị vết thương cho chị thôi, sau đó nghiên cứu cơ thể chị một chút, biến chị thành đại mỹ nữ. À, đúng rồi, vợ Mỹ Nhi à, tôi đã biến chị trở nên đẹp như vậy rồi thì chị phải cảm ơn tôi, từ nay về sau chị chính là vợ của tôi rồi. Hạ Thiên vui vẻ nói. Tiểu tử này làm ơn tính công chẳng biết ngượng mặt gì cả. Đối với hắn mà nói đây là lẽ đương nhiên, biến tôi thành đại mỹ nữ. Mị Nhi bất giác cúi đầu xuống nhìn, sau đó bất giác biến sắc. Có thể là do cảm giác trên cơ thể hoàn toàn không giống với trước đây. Trước đây nàng luôn không cảm giác được mình không mặc quần áo, mà vừa cúi đầu xuống nàng liền phát hiện ra trên cơ thể mình không có một mảnh vải che thân nàng lập tức kéo chăn lại che người mình, Mỹ Nhi có chút giận giữ nhìn Hạ Thiên. Cậu, cậu dám cởi hết áo quần của tôi, cậu còn làm gì tôi nữa? Không làm gì cả. Hạ Thiên với bộ mặt vô tội. Tôi muốn nghiên cứu cơ thể chị thì đương nhiên phải cởi quần áo chị ra rồi, có như vậy thì tôi mới có thể nghiên cứu tỉ mỉ được chứ. Đúng rồi vợ Mỹ Nhi à, thân hình chị thật đẹp, vùng ngực đàn hồi cũng rất đẹp, bây giờ làn da cũng rất đẹp rồi. Có điều có chuyện này tôi phải nhắc nhở chị, sau này chị đừng có tiếp tục luyện cái nội công tâm pháp trí cương gì gì đấy nữa khí âm cực và khí trí cương trong cơ thể chị đã hoàn toàn dung hợp rồi nếu tiếp tục luyện cái tâm pháp đó nữa thì có thể sẽ chết đó nghiên cứu tỉ mỉ thân hình đẹp vùng ngực đàn hồi đẹp trong lòng mỹ nhi dâng lên một cảm giác sục sôi nàng xem như đã hiểu tên tiểu tử này nhân cơ hội lúc nàng hôn mê không chỉ việc cởi sạch quần áo nàng mà cơ thể nàng cũng bị hắn mỏ không biết bao nhiêu lần nếu không tên tiểu tử này sai biết được vùng ngực đàn hồi đẹp chứ. Chỉ là làn da trên cơ thể nàng hình như đã thật sự thay đổi rồi, không biết mặt mình lúc này đã biến thành bộ dạng gì rồi. Nghĩ đến đây Mỹ Nhi quấn ga giường quanh mình nhảy phóc lên từ từ bay xuống bên cạnh bàn trang điểm, sau đó nàng nhìn thấy một khuôn mặt vừa lạ lẫm vừa quen thuộc từ trong gương, người phụ nữ trong gương đẹp đến nỗi tuyệt thế tục, đẹp đến nỗi không thuộc nhân thế nữa, làn da trắng tuyết như da em bé vậy. Mị Nhi có chút kinh ngạc nhìn người phụ nữ trong gương, nàng vẫn không dám tin đây chính là mình, cho dù nàng đã vô số lần nói với bản thân rằng cô ta chính là Mị Nhi, cô ta chính là Mị Nhi mà không cần dùng dung mạo để hấp dẫn người khác, nhưng trên thực tế trong tận đáy lòng mình nàng cũng hy vọng mình có được dung nhan xinh đẹp, trên thế giới này người phụ nữ nào mà không hy vọng mình xinh đẹp chứ. Dần dần nàng hình như đã quên bén đi bên cạnh mình còn có sự tồn tại của một người, nàng nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của mình sau đó nàng nhìn người phụ nữ trong gương cũng đang sở dung nhan đáng yêu của cô ta, lúc này nàng dường như mới thật sự thừa nhận người phụ nữ xinh đẹp trong gương đó chính là nàng. Bàn tay túm lấy ga giường từ từ buông lóng, chiếc ga giường nhẹ nhàng rớt xuống, người phụ nữ trong gương không mảnh vải che thân còn sao sao của nàng hoàn mỹ không tì vết, đây, chính là nàng, Mỹ Nhi, Mỹ Nhi hoàn mỹ không tì vết. Vợ Mỹ Nhi à, tôi không có lừa chị chứ, chị thật sự đã là cấp đại Mỹ nhân rồi, bây giờ chị nên đồng ý làm vợ tôi được rồi chứ. Đột nhiên có giọng bất ngờ vang lên bên tai nàng khiến cho Mị Nhi bừng tỉnh lại, nàng mới nhớ ra trong phòng này còn có người, mà đó còn là một người đàn ông. Nhưng lần này Mị Nhi vốn không quấn quyết trùm ga giường lại che lấy cơ thể mình, vì nàng đã rõ cơ thể nàng sớm đã bị người đàn ông này xem không biết bao nhiêu lần rồi, cho dù giờ nàng có che thì cũng đã muộn rồi, cơ thể hoàn mỹ không tì vết này của nàng chắc chắn sớm đã in trong bộ não của hắn rồi. Mị Nhi lướt mắt nhìn khắp phòng ngủ, nhanh chóng nàng đã tìm thấy quần áo của mình, sau đó lách người cầm quần áo lên, không vội không chậm từ từ mặc quần áo vào, lấy bộ đồ màu đen bó sát người đó che cơ thể hoàn mỹ không tì vết lại, tuy quần áo đã bị trúng mấy viên đạn nhưng mặc vào vẫn có sức ảnh hưởng khá lớn. Nhìn thấy Mị Nhi mặc quần áo vào Hạ Thiên có chút tiếc nuối, thân hình đẹp như vậy mà cứ bọc kín mít không có chỗ cho gió thông nữa thật là quá đáng tiếc. Có điều hắn nhanh chóng vui trở lại, vợ hắn có thân hình đẹp như vậy sao có thể tùy tiện để cho người khác nhìn được chứ, mặc như vậy vừa khớp chỉ có mình hắn có thể nhìn thấy được, đây là việc tốt, vẫn là vợ mị nhi của hắn khá thông minh. Cậu nói tôi không thể tu luyện trí dương tâm pháp, nhưng trong cơ thể tôi mỗi ngày đều sản sinh ra một chân khí lạnh, vậy tôi phải làm sao đây? Mị Nhi quay đầu lại nhìn Hạ Thiên lạnh lùng hỏi. Cái này. Hạ Thiên gãi gãi đầu. Lúc này chân khí của chị rất mạnh, một chút khí âm cực không có ảnh hưởng gì lớn đến chị cả. Đợi khí âm cực trong cơ thể chị tương đối nhiều rồi thì tôi sẽ giúp chị dùng châm cứu trừ khử chúng là được thôi. Cậu muốn nói sau này tôi bắt buộc phải thường xuyên đến tìm cậu chữa bệnh mới được à? Mị Nhi khẽ nhíu đôi mày ngài lên. Cũng không phải thường xuyên, dựa vào công lực hiện giờ của chị thì trong vòng một tháng chắc không vấn đề gì. Mỗi tháng chị để cho tôi châm cứu một lần là được rồi. Dù sao chị cũng là vợ tôi, một tháng chắc không chỉ gặp mặt tôi có một lần. Hạ Thiên bày ra bộ mặt không quan tâm, theo như hắn thấy thì chuyện này chẳng có gì to tác cả. Nhưng Mị Nhi lại đúng lúc này phản đối. Tôi không phải vợ cậu. Hạ Thiên lập tức có chút buồn bực. Vợ Mị Nhi à, sao chỉ có thể như vậy được? Lúc nãy chị đã đồng ý làm vợ tôi rồi mà. Tôi đồng ý lúc nào? Mị Nhi nhịn không được phản bác lại. Sao nàng có thể đồng ý chuyện này được chứ? Cho dù tên khốn này có cứu mạng nàng thì cũng không có nghĩa là nàng phải lấy thân mình báo đáp. Lúc nãy tôi hỏi chị có muốn làm vợ tôi không, chị không phản đối chứng tỏ là thừa nhận rồi, vì thế chị đã đồng ý rồi." Hạ Thiên phấn khởi nói từng từ. "Tôi không muốn đấu với cậu nữa, tôi phải đi đây." Mị Nhi lạnh lùng nói một câu sau đó chỉ thấy bóng người lướt qua, Mị Nhi đã mất hút trong tầm mắt của Hạ Thiên. Chương 455: Uy hiếp đến từ kinh thành hạ thiên rất muốn đuổi theo mị nhi nhưng tốc độ hiện giờ của mị nhi rất nhanh lúc hạ thiên chế tạo mị nhi thành một cấp đại mỹ nữ thì đồng thời cũng đã tạo thành một cấp đại cao thủ cộng với việc hạ thiên bận tối mắt tối mũi nguyên cả đêm ở cơ thể mị nhi chân khí tiêu hao không ít giờ đã rất mệt rồi với tình trạng lúc này của hạ thiên muốn đuổi theo mị nhi vốn là điều không thể dù sao chị ấy cũng sẽ đến tìm mình chị thương mà không sợ chị ấy chạy mất hạ thiên thật cũng chẳng yêu sầu gì cả bây giờ hắn cũng không có thời gian để mà yêu sầu nữa nguyên cả một đêm không ngủ giờ hắn đã buồn ngủ lắm rồi ngủ trước rồi hãy tính sau hạ thiên nằm xuống giường ngủ hắn vẫn còn chưa ngủ thì chuông điện thoại của hắn lại vang lên cầm điện thoại lên xem thì thấy màn hình hiện lên số điện thoại của mộc hàm tuy có chút mệt mỏi muốn ngủ nhưng hạ thiên vẫn lập tức nghe máy vợ à nhớ em phải không hạ thiên tao tin mộc hàm đang nhớ mày đấy trong điện thoại vọng lại tiếng của một người đàn ông hạ thiên sững sờ sau đó phẫn nộ đồ mốc mày là ai hả điện thoại của vợ tao sao ở chỗ mày tao là lý minh quang lý minh hảo chết trong tay mày chính là em trai tao giọng nói trong điện thoại rất bình tĩnh nếu như mày còn muốn gặp mộc hàm thì hãy đến kinh thành tìm tao đi không cho hạ thiên có cơ hội nói gì nữa lý minh quang đã cúp máy rồi cơn buồn ngủ của hạ thiên lập tức tan biến hắn từ trên giường nhảy bật dậy, hắn vô cùng giận dữ, lại là tên khốn nhà Lý Gia, hắn lần này nhất định phải khử tên khốn Lý Gia này. Tại một nơi nào đó ở Kinh Thành, Lý Minh Quang buông điện thoại của Mộc Hàm xuống nói. Có tin của Mộc Hàm chưa? Vẫn chưa. Một đàn ông sau lưng hắn đáp. Có điều chúng tôi đã phong tỏa hết tất cả con đường rời khỏi Kinh Thành, cô ta không thể nào rời khỏi Kinh Thành được đâu. Rất tốt. Lý Minh Quang chậm rãi gật đầu bắt đầu từ hôm nay giám sát tất cả những người đến Kinh Thành, trọng điểm tại các sân bay và trạm ga, một khi phát hiện ra dấu tích của Hạ Thiên thì lập tức báo cho tôi. Gió! Người đàn ông thanh niên đó vội đáp. Im lặng một hồi Lý Minh Quang lại hỏi. Có tin của Triệu Minh Phong không? Không có, bên Triệu Gia cũng không có tin tức gì, thấy hơi kỳ lại hình như người của Triệu Gia cũng chẳng có ai chú ý đến chuyện này. Người đàn ông thanh niên đó đáp. Sự việc có chút không bình thường, bảo người theo dõi bên triệu gia, đặc biệt là động tính của triệu công tử. Lý Minh Quang suy nghĩ rồi nói. Vâng, đại thiếu gia. Người đàn ông đó đáp. Được rồi, người đi ra đi. Lý Minh Quang khoát khoát tay. Người thanh niên đó đáp một tiếng rồi quay người đi ra. Lý Minh Quang đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, thần sắc có chút u ám. Thành phố Giang Hải, Kiều Gia, biệt thự của Kiều Tiểu Kiều. Hạ Thiên, cậu thật sự muốn đi kinh thành ngay sao? Kiều Đông Hải nhịn không được hỏi một câu, hắn vừa mới nhận được tin Hạ Thiên muốn đi kinh thành liền lập tức chạy đến đây. Không sai, tôi muốn đi tìm cái đám lý ra suốt ngày chỉ biết tìm tôi gây phiền phức trừ khử hết. Hạ Thiên vẻ mặt bất mãn nói. Nhưng mà, Kiều Đông Hải tựa hồ còn muốn khuyên Hạ Thiên thay đổi chủ ý, theo như hắn thấy lý ra ở kinh thành vô cùng hùng mạnh. Một mình Hạ Thiên đi kinh thành quả thực chính là tự chui đầu vào lưới, nếu như là ở thành phố Giang Hải thì cái gọi là cường long khó áp đầu xa, Kiều Gia thật cũng không phải sợ lý ra như vậy, nhưng nếu Hạ Thiên đi kinh thành thì Kiều Gia cơ bản không giúp được gì cả. Kiều Tiểu Kiều lúc này lại mở miệng. Đại ca, hay là sắp xếp giúp chồng em đi, đặt vé máy bay đi kinh thành nhanh nhất. So sánh với Kiều Đông Hải, Kiều Tiểu Kiều đương nhiên càng hiểu Hạ Thiên hơn, nàng biết Hạ Thiên đã quyết định đi kinh thành thì hắn sẽ không bao giờ thay đổi chủ ý, cái này cũng rất bình thường, bây giờ mộc hàm đã xảy ra chuyện ở kinh thành hạ thiên không thể không đi được rồi để anh sắp xếp kiều đông hải có chút bất đắc dĩ chồng nga à, cho em mượn điện thoại di động của anh tí kiều tiểu kiều lại mở miệng nói hạ thiên gật gật đầu để nàng muốn làm gì thì làm kiều tiểu kiều cầm điện thoại của hạ thiên đi lên lầu chỉ qua mấy phút sau nàng đã đi xuống lại đưa di động đưa cho hạ thiên chồng nga à, lần trước chị Hàm có đưa cho anh một số tư liệu của Lý Gia, em lưu hết tư liệu đó vào điện thoại di động của anh rồi, sau khi anh đến Kinh Thành sau thì hãy xem tư liệu trước đã. À, giờ em dạy cho anh biết làm thế nào để dùng điện thoại di động xem tư liệu trong đó. Được. Hạ Thiên dưới sự chỉ dẫn của Kiều Tiểu Kiều rất nhanh chóng học được làm thế nào để xem tư liệu trong điện thoại di động, sau đó hắn liền tìm tư liệu của Lý Minh Quang trước. Lý Minh Quang, 30 tuổi, đội trưởng đại đội đặc trùng hắc báo, tinh thông võ thuật là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi thế hệ này của Lý gia những tư liệu cơ bản Hạ Thiên lấy được ở trên đương nhiên trong đó còn có ảnh chụp của Lý Minh Quang điều này cũng đồng nghĩa với việc chỉ cần Hạ Thiên nhìn thấy Lý Minh Quang là có thể nhận ra hắn tuy nhiên lần này Hạ Thiên đi kinh thành là muốn trừ khử toàn bộ người nhà Lý gia có điều người mà hắn giải quyết đầu tiên chắc chắn là tên khốn Lý Minh Quang này Hạ Thiên một giờ sau sẽ có chuyến bay đi kinh thành chỉ có điều chỉ còn khoan phổ thông nếu như cậu đồng ý chờ thì có thể đợi đến chuyến bay 2 giờ sau, chuyến bay đó còn khoan hạng nhất. Lúc này Kiều Đông Hải cũng cúp điện thoại nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên không chút suy nghĩ đã nói. Tôi muốn ngồi chuyến bay sớm nhất đó. Hạ Thiên trước giờ chưa đi máy bay lần nào vốn cũng chẳng rõ khoan bình thường với khoan hạng nhất có gì khác nhau. Hắn chỉ muốn mau chóng chạy đến Kinh Thành giết quách tên Lý Minh Quang đó cứu Mộc Hàm về. Sau đó sẽ giết toàn bộ người nhà Lý ra, cuối cùng là dẫn Mộc Hàm trở về Giang Hải. Vậy được." Kiều Đông Hải có chút bất đắc dĩ gật đầu. "Hạ Thiên, cậu có chuyện gì cần nói thì cứ nói, có hành lý gì cần đem theo thì chuẩn bị cho tốt, tôi đợi để đưa cậu đến sân bay, từ đây đến sân bay cần 40 phút, vẫn còn kịp đó." "À, tôi chẳng cần chuẩn bị gì cả." Hạ Thiên chỉ đem theo một cái thẻ ngân hàng có tiền trong đó, sau đó đem theo di động, còn những thứ khác hắn thấy không cần thiết phải mang theo. "Dừng một chút." Hạ Thiên nói với Kiều Tiểu Kiều. "Vợ à, em nói với cảnh sát xinh đẹp tỉ tỉ, chị Mộng và chị Hinh một tiếng, nói là anh phải kinh thành vài ngày, sẽ nhanh trở lại thôi, bảo bọn họ phải nhớ tới anh đó. Chồng à, anh yên tâm, em sẽ nói với bọn họ. Kiều Tiểu Kiều gật gật đầu, cuối cùng vẫn phải có chút không yên tâm dặn dò. Chồng à, kinh thành không giống như ở Giang Hải, hãy nhớ lời em nói, bất kể anh làm chuyện gì cũng không được để cho người khác tóm được cán đuôi. Ừm, anh biết rồi. Hạ Thiên thuận miệng đáp một câu. Vợ yên tâm đi, qua vài ngày anh sẽ trở về. Hạ Thiên vốn không cảm giác được mình sẽ ở lại kinh thành bao lâu, giải quyết chuyện lý ra mà thôi, cùng lắm là cần mấy ngày chứ mấy, nói xong câu này hắn nhìn qua Kiều Đông Hải. Chúng ta đi thôi. chương 456, ngày đầu tới kinh thành. 10 giờ 15 phút sáng, chuyến bay từ Giang Hải đến kinh thành cất cánh. Dự tính vào lúc 12 giờ 30 sẽ hạ cánh ở sân bay quốc tế Kinh Thành, mà đây lại là lần đầu tiên Hạ Thiên đi máy bay, mà còn được ngồi trên chuyến bay hàng đầu. Hạ Thiên lần đầu tiên được ngồi máy bay cũng chẳng có cảm giác mới lạ gì cả, hắn lướt mắt nhìn các vị khách trong khoan một lượt cũng không thấy cái gì có thể khiến cho hắn thấy hứng thú, vì thế hắn liền quyết định lợi dụng khoảng thời gian này để ngủ một giấc. Chỉ là vừa mới nhắm mắt lại thì hắn nghe một giọng nói vang lên bên cạnh. Ê, huynh đệ, lần đầu tiên ngồi máy bay phải không? Đừng có căng thẳng, thực ra cũng chẳng có gì cả, Tôi cũng rất ít khi ngồi máy bay, hơn nữa tôi còn có chút sợ độ cao, có điều bây giờ cũng chẳng sao nữa rồi. Hạ Thiên mở to mắt có chút bất mãn nhìn tên khốn đang ngồi bên cạnh hắn, người này tuổi cũng không lớn, nhìn bộ dạng thì không đến 30 tuổi đâu, cũng chẳng đẹp trai gì, trên mặt hình như còn có mụn nữa, người đàn ông này rõ ràng đã gọi hắn là huynh đệ, đây không phải là làm mất mặt hắn đó sao? Cũng may Hạ Thiên bây giờ muốn ngủ nên cũng mặc kệ tên khốn này hắn lập tức nhắm mắt lại bắt đầu chìm vào giấc mộng tìm kiếm thần tiên tỷ tỷ của hắn. Nhưng tên khốn đó lại nói tiếp. Huynh đệ anh đi Bắc Kinh công tác hay là du lịch? Tôi thì đi du lịch, lúc trước có làm một dự án lớn đã kiếm được không ít tiền cho ông chủ, tâm trạng ông chủ rất tốt nên đã cho tôi nghỉ phép dài hạn. Trước kia mỗi lần đi kinh thành đều không có thời gian rãnh rỗi để chơi, giờ cuối cùng cũng đã có thời gian rồi. Hạ Thiên lại mở mắt, quay đầu chừng mắt thằng nói tào lao bên cạnh. Tên khốn này có xong không đây? Nhưng vấn đề nằm ở chỗ tên tàu lao đó vẫn không chịu thôi, hắn cũng không hề cảm thấy được sự bất mãn của Hạ Thiên, vẫn nói mãi không ngừng. Thực ra trước đây tôi cũng thường đi kinh thành công tác, nhưng lần nào cũng toàn ngồi tàu cao tốc, nhưng giờ không dám đi nữa rồi, tốc độ tàu cao tốc quá nhanh, không cẩn thận là có thể lên biểu diễn phiên bản thực tế của đoàn tàu bay lên thiên đường liền, vì thế mà lần này tôi đã ngồi máy bay. Hạ Thiên cuối cùng không thể nhịn được nữa trên tay hắn cầm ngân châm nhanh chóng đâm vài cái vào người tên tào lao, sau đó tên tào lao này không thể nào phát ra được âm thanh gì cả, lập tức cảm thấy mí mắt nặng trĩu và sau đồng hồ vài giây tên tào lao này đã ngủ thiếp đi. Thu hồi ngân châm, hạ thiên niềm nhiên như không nhắm mắt lại, sau đó bắt đầu chìm vào giấc ngủ, lần này cuối cùng cũng không có ai quấy rầy hắn nữa. 12 giờ rưỡi trưa, máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kinh Thành đúng giờ, có điều lúc Hạ Thiên đi ra khỏi sân bay thì đã sắp xỉ 12 giờ 40 phút rồi. Theo kế hoạch của Hạ Thiên thì sẽ trực tiếp đi đến Lý gia tìm tên Khốn Lý Minh Quang, bảo hắn giao Mộc Hàm ta, sau đó sẽ giết sạch người nhà Lý gia, sau này chẳng có ai đến làm phiền hắn nữa. Trong tư liệu mà Mộc Hàm đưa cho Hạ Thiên có địa chỉ Lý gia, đương nhiên, đây là lần đầu tiên Hạ Thiên đến kinh thành nên hắn vẫn thấy kinh thành rất lạ lẫm, đương nhiên cũng chẳng biết làm thế nào để đến Lý gia nhưng cũng chẳng cần lo lắng đón taxi đi là được thôi hạ thiên vẫy tay thì có một chiếc taxi chạy đến một làn gió nhẹ thổi qua trong làn khí đột nhiên bay tới một mùi thoang thoảng nhưng lại khá quen thuộc vợ mình đã từng xuất hiện ở đây trong đầu hạ thiên nhanh chóng toát ra ý nghĩ này bởi vì hắn ngửi thấy được mùi hương cơ thể của mộc hàm mặc dù mùi hương cơ thể của mộc hàm không nồng bằng tôn hinh hinh không thể nào để lại trong không trung một thời gian khá dài nhưng Mộc Hàm chắc chắn đã xuất hiện ở đây chưa được bao lâu, vì thế mà mùi hương cơ thể của nàng vẫn còn một ít chưa tan biến đi. Khứ giác của người bình thường đương nhiên sẽ không thể nào ngửi thấy được mùi hương của cơ thể, nhưng Hạ Thiên không phải là người bình thường, hơn nữa hắn lại tương đối quen thuộc mùi hương trên người Mộc Hàm, bởi vậy mặc dù chỉ có một luồn thoang thoảng thôi hắn vẫn ngửi thấy được, vì thế hắn đã lập tức thay đổi chủ ý. Trong mắt Hạ Thiên vợ trước sau vẫn ở vị trí thứ nhất, tuy hắn muốn đi giết tên lý minh quang nhưng những cái này không quan trọng bằng việc đi tìm vợ giờ hắn đột nhiên ngửi thấy dấu tích của mộc hàm bèn lập tức bỏ đi ý định đến lý gia mà thuận theo mùi hương cơ thể rất nhạt rất nhạt đó còn lưu lại trong không trung chạy đuổi theo nè tên khốn này có bản lĩnh thì mày đừng có ngồi xe luôn đi tài xế taxi bị hạ thiên chơi một vố nhìn thấy hạ thiên chạy đi bất giác chửi một câu và lúc này một chiếc xe màu đen cũng im hơi lặng tiếng khởi động đuổi theo hướng hạ thiên đang chạy và còn có hai người đang ngồi nói chuyện trong xe. Tên khốn đó làm gì thế? Chạy bộ chắc? Tên khốn đó không có tiền đi taxi sao? Không thể nào, nghe nói tên khốn đó có tài dựa vào đàn bà, hắn đã tìm được mấy bà vợ rất có tiền đó. Tôi luôn cảm thấy tên khốn đó rất bình thường, tôi thấy hơn nữa là lời đồn sai lệch, hữu danh vô thực a, mày nói xem sao chiếc xe này của mày chạy chậm thế. Tôi chạy rất nhanh đó. Cái này mà gọi là nhanh à? tên khốn đó còn chạy nhanh hơn mày đó, sắp mất dạng rồi kìa. Chết tiệt, cũng thật là, chẳng lẽ mình đã giảm tốc rồi. Không đúng, lúc này tôi đã chạy 100 rồi đấy. Đờ, em mơ, không phải mày chạy xe chậm mà là tên khốn đó chạy quá nhanh. Tên khốn đó quả nhiên là biết thái, chả trách ngay cả lý đại thiếu gia cũng coi trọng hắn. Đừng có nói nữa, mau chạy nhanh lên theo dõi hắn, nếu không sẽ không có cách nào mà ăn nói nữa khoảng 10 phút sau. Ê, sao tên khốn này dừng lại rồi? Hắn đã chạy ngược lại rồi. Lại dừng lại rồi, dừng trên cầu. Kỳ lạ thật, chỗ này chẳng phải là chỗ mộc hàm nhảy xuống sông sao. Tên khốn đó muốn làm gì? Mẹ kiếp, hắn cũng nhảy xuống rồi. Gặp ma rồi, tên khốn này sao có vẻ như biết mộc hàm nhảy xuống sông vậy? Gọi điện thoại về báo cáo trước đã. Hạ thiên quả thật đã nhảy xuống lòng sông, bởi vì hắn đã ngửi thấy mùi hương cơ thể của Mộc Hàm từ chỗ này nhảy xuống sông, sau khi hắn nhảy xuống sông lại không ngửi thấy bất kỳ mùi hương nào của Mộc Hàm nữa, cuối cùng đành thất vọng bỏ lại lên bờ. Hắn biết xuất hiện tình trạng như thế này cũng rất bình thường, mùi hương cơ thể của Mộc Hàm vốn không nồng, qua một khoảng thời gian cũng sẽ gần như tan biến hết rồi, mà nếu như nàng ấy nhảy xuống sông thì mùi cơ thể đó trên cơ bản sẽ bị chôn vùi hoàn toàn cho dù mũi của hắn có lợi hại đến thế nào đi chăng nữa thì cũng cần sự tồn tại của mùi hương mới được, nếu như mùi hương đã hoàn toàn biến mất thì hắn sẽ không thể nào ngửi thấy được nữa. Mất đi dấu vết của mộc hàm hạ thiên không tránh khỏi sự thất vọng, vốn định tìm mộc hàm trước, bây giờ xem ra vẫn chỉ có thể đi tìm tên Lý Minh Quang đó trước rồi. Hạ thiên quay trở lại trên cầu đang chuẩn bị gọi một chiếc taxi khác. Nhưng đúng lúc này có một chiếc xe cảnh sát dừng lại ở chỗ cách đó không xa, hai người cảnh sát nam bước xuống nhìn thấy hai người cảnh sát thì có người vội vàng chạy qua, sau khi nghe rõ vài lời thì hai tên cảnh sát nhíu mày nhìn Hạ Thiên rồi đi đến. Anh đang làm gì vậy? Tại sao lại phải ở đây nhảy xuống sông tự vẫn? Hai tên cảnh sát nhanh chóng đi đến trước mặt Hạ Thiên, trong đó có một tên hơi cao cao mở miệng hỏi, giọng nói có chút nghiêm khắc. chương 457, giúp tụi mày nhảy sông. Có anh mới nhảy sông tự vẫn đó. Hạ Thiên không khách khí chừng mắt nhìn hai tên cảnh sát đó, sau đó hắn nhìn thấy một chiếc taxi chạy đến liền vẫy vẫy lại chiếc taxi dừng bên cạnh hắn hạ thiên kéo cửa xe ra vừa định lên xe thì lúc này hắn lại nghe giọng nói bất mãn của hai tên cảnh sát đó vọng lại bên tai đứng lại đi đâu đó sự việc còn chưa sáng tỏ anh còn muốn đi đâu và tên cảnh sát hơi thấp một chút lúc này cũng mở miệng anh tên gì chứng minh nhân dân đâu đưa chứng minh nhân dân ra đây hai tên cảnh sát đó nhìn bộ dạng có vẻ khá căng thẳng cái này cũng khó trách, bọn họ nhận được tin có người báo đến có người nhảy sông tự vẫn, lúc họ đến thì phát hiện người nhảy sông tự vẫn đã quay trở lại bờ rồi, rồi lại vội vàng muốn đi, theo như bọn họ thấy thì người này rất có khả năng đã làm chuyện xấu gì đó mà nhìn thấy cảnh sát liền vội vàng chuồn lẹ. Nè, hai người các anh phiền phức chết đi được, tôi rất bận, không có thời gian quan tâm đến các anh đâu. Hạ Thiên có chút bực bội quay đầu lại chừng mắt nhìn hai tên cảnh sát đó, hắn lúc này đang lo lắng đi tìm mộc hàm vì thế cũng chẳng muốn phí thời gian với hai tên cảnh sát này rất bận là bận đi đến một chỗ khác để nhảy sông tự vẫn hay là bận để chuồn tên cảnh sát lùn đó cười nhạt một tiếng sau đó nghiêm nghị nói mau đưa chứng minh nhân dân ra đây nói đi tại sao phải nhảy sông tự vẫn có phải là muốn thể hiện phải không tên cảnh sát cao đó cũng hầu như đồng thời hỏi hạ thiên rất bất mãn các anh bị bệnh hả ai nói tôi nhảy sông tự vẫn có người báo cảnh sát cũng có người nhìn thấy anh nhảy sông chẳng lẽ anh còn không chịu thừa nhận tên cảnh sát cao đó hừng một tiếng anh ngu đần thế hả anh nhìn tôi xem quần áo tôi bị ướt không đầu tôi có bị ướt không bộ dạng này của tôi giống nhảy sông không hạ thiên không thiện cảm chửi hắn không muốn lãng phí thời gian vì thế dứt khoát không thừa nhận tôi không có thời gian đếm xỉa đến các anh tôi đi trước đây Hạ Thiên quay đầu lại định bước lên taxi lần nữa thì đúng lúc này tài xế taxi lại nhấn ga chạy khỏi hiện trường. Tên tài xế này thấy Hạ Thiên bị cảnh sát chất vấn thì lo gặp phải phiền phức nên hắn đã nhanh chóng phóng xe chuồn lẹ. Hai tên cảnh sát đó cũng bị câu nói này của Hạ Thiên làm cho giật mình. Xác thực là bọn họ đều thấy được quần áo của Hạ Thiên rất khô giáo, không có gì là giống với người vừa nhảy sông lên cả. Có điều hai người này lập tức nổi giận, tên khốn này dám chửi bọn họ là ngu đần. Dựa vào điểm này cũng nên bắt tên khốn này về cục cảnh sát sửa trị sửa trị, để cho hắn biết được cái gì gọi là tôn kính cảnh sát. Anh bây giờ có liên quan đến việc quấy rối trật tự công cộng, đi về cục cảnh sát với chúng tôi. Hai tên cảnh sát nhìn nhau, sau đó tên cảnh sát cao cao mở miệng nói. Còn tên cảnh sát lùn thì lại cầm ra một vòng số 8, tên khốn này dám chửi bọn họ vậy thì để cho hắn khổ sở trước rồi hắn nói sau. Nhưng bọn họ chỉ biết bản thân giận dữ mà lại không biết Hạ Thiên lúc này càng giận dữ hơn. Hai tên khốn đáng chết này, hắn khó khăn lắm mới gọi được chiếc taxi thì lại bị bọn họ phá hỏng hết. Cái này vốn là làm nhớ thời gian hắn đi cứu vợ, quả thực đáng ăn đòn. Hai tên ngu đần tụi mày, tụi mày nói tao nhảy sông phải không? Tao sẽ giúp tụi mày nhảy sông một lần. Hạ Thiên giận dữ chửi một câu, hai tay hắn nhanh như chấp đồng thời đưa ra túm lấy cổ của hai cảnh sát đó, giờ bọn họ lên rồi ném ra ngoài. À, tiếng kêu thất thanh ở xung quanh đó, bọn họ khó mà tin được cảnh đang diễn ra trước mắt, người này đã vứt cảnh sát xuống dưới cầu. Búm, búm, hai cảnh sát đó rớt xuống nước phát ra tiếng kêu, lúc này đám đông mới khẳng định, không sai, tên khốn này đã ném hai cảnh sát đó xuống sông rồi. Hai tên ngu đần phiền phức, Hạ Thiên chửi một câu rồi quay người đi, hắn phải tìm một chiếc taxi khác mới được. Trong một tiểu khu dân cư cao cấp nào đấy hơn một giờ trưa một mỹ nữ cao gầy ăn mặc như tiếp viên hàng không đi vào trong tiểu khu vị mỹ nữ này với làn da trắng mịn mái tóc xoăn màu đen đeo kính dâm thân hình lại rất nóng bỏng hàn tiểu thư cô về rồi bảo vệ gác cổng nhìn thấy cô mỹ nữ tiếp viên hàng không này liền vội vàng chào hỏi tên bảo vệ trẻ vẫn còn chưa có bạn gái này đương nhiên là tương đối chú ý đến những mỹ nữ độc thân trong tiểu khu mà vị Mỹ nữ tiếp viên hàng không tên Hàn Mộc này tuy mới chuyển đến ở trong tiểu khu mới được một tuần, hơn nữa chỉ về đây có hai ba lần, nhưng tên bảo vệ này đã cơ bản nắm rõ được tình hình của nàng, biết nàng vẫn độc thân, thường bay những chuyến bay quốc tế vì thế mà rất ít khi về nhà, một tuần mà có thể về được một hai lần xem như rất tốt rồi. Tuy chỉ là bảo vệ nhưng tên bảo vệ trẻ này vẫn có mơ ước, mà mơ ước dính chặt với công việc của hắn nhất chính là trong tiểu khu này tìm được một nghiệp chủ Mỹ nữ, sau đó hắn có thể từ thân phận một bảo vệ tiểu khu được thăng chức lên làm nghiệp chủ tiểu khu không hề nghi ngờ cái cô mỹ nữ hàn mộc này chính là mục tiêu tốt nhất của hắn đúng vậy vừa mới về hàn mộc lạnh lùng đáp lại một câu sau đó liền đi vào bên trong điều này khiến cho tên bảo vệ có chút thất vọng chỉ có điều lập tức tên bảo vệ này lại phấn khởi bởi vì mấy lần trước hắn chào hỏi hàn mộc như vậy mà người ta cũng chỉ gật gật đầu vốn không nói gì cả hôm nay lại khó được nói ra bốn chữ cứ theo đà này mà phát triển thì đợi khoảng một thời gian nữa là hắn có thể chiếm được vị Mỹ nữ tiếp viên hàng không này rồi. Tên bảo vệ này đang mơ giấc mộng đẹp thì Hàn Mộc cũng đã kéo vali vào trong lầu, sau đó đi thang máy lên lầu 19 rồi đi ra khỏi thang máy, dừng lại ở nhà D, sau đó lấy chìa khóa ra mở cửa phòng. Vào phòng, đóng cửa, Hàn Mộc lấy kính dâm xuống, cẩn thận kiểm tra một lượt căn phòng, sau đó kéo tất cả rèm cửa trong phòng lại, sau khi chắc chắn không có bất kỳ sự khác thường nào nàng liền nhấc tay lên, khẽ vén trên đầu lấy đầu tóc giả xuống, đầu tóc thật của nàng hiện ra, đó chính là một mái tóc vàng xinh đẹp khác thường. Hàn Mộc đi vào trong phòng ngủ, sau đó mở máy tính ra, lên mạng, mở mail, chỉ có điều không phát hiện ra được gì cả, tiếp theo đó nàng mở ra bản tin kinh thành, vẫn không có phát hiện gì, cuối cùng nàng lại vào diễn đàn có nhân khí nhất của bản địa kinh thành thủy mạn kinh thành. Trên diễn đàn Thủy Mạn Kinh Thành đều là chuyện phiếm không có dinh dưỡng gì cả, thỉnh thoảng cũng có một chút tin tức nho nhỏ bên lề. Hàn Mộc vừa mới mở diễn đàn ra, liền thấy một post quảng cáo còn nóng hổi, tiêu đề cũng rất hấp dẫn người xem. Xem kẻ ngạo mạn đẳng cấp ném hai cảnh sát xuống sông. Tựa như trong sâu thẳm có một loại dự cảm, Hàn Mộc hầu như không chút do so dự mở cái post này ra, sau đó liền nhìn thấy nội dung của tấm post văn hay tranh đẹp này, mà một bức ảnh trong số đó đã lập tức cho nàng nhìn thấy được một hình ảnh quen thuộc. Trong lúc này đột nhiên hai khóe mắt nàng chợt đỏ lên, hai giọt nước mắt chảy ra, cậu ấy đã đến rồi, chỉ qua mấy giờ sau đó cậu ấy đã xuất hiện ở Kinh Thành, nàng biết rõ hắn là vì nàng mà đến. Chồng à, nhanh như vậy em đã biết chị xảy ra chuyện rồi. Hàn Mộc nói với giọng như mê sảng, sau đó rút hộp bàn ra cầm lấy di động nhanh chóng gọi vào một số điện thoại. chương 458, tài xế giả. Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Mộc Hàm nghe âm thanh ngọt ngào trong điện thoại mà không khỏi ngẩn ngơ, nàng vẫn chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục gọi thêm vài lần, nhưng kết quả vẫn là như vậy. Sao không điện thoại cho chồng được nhỉ? Mộc Hàm nghĩ mãi mà không rõ, trực giác nói cho nàng biết có gì đó kỳ lạ. Khoảnh khắc này, lúc này Kiều Tiểu Kiều cũng nghe được một âm thanh ngọt ngào số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được tiểu thư em đã kiểm tra rồi chuyến bay của hạ thiên rất đúng giờ không xuất hiện vấn đề gì chị không cần lo lắng chắc anh ấy đã đến thủ đô lúc này kiều hoàng nhi ở bên cạnh nói với kiều tiểu kiều kiều tiểu kiều khẽ cao mày kỳ quái điện thoại của chồng sao không gọi được tám phần là đi chơi bời vì vậy mắt cúp điện thoại kiều phượng nhi cũng không quên chọc khuấy hạ thiên Kiều Tiểu Kiều lắc đầu, nàng không nói gì nữa, nhưng trong lòng cũng có chút sầu lo. Lúc này Hạ Thiên đang ngồi trên xe taxi, nửa giờ trước hắn đã ngồi lên chiếc taxi này, nhưng đến bây giờ hắn vẫn chưa có mục đích. Số một đường mục tử chính là mục đích của Hạ Thiên, cũng chính là nhà lý gia, nhưng số một đường mục tử ở đâu thì trước đó mục hàm cũng không ghi rõ trong tư liệu, có lẽ vì nàng không ngờ Hạ Thiên sẽ đến thủ đô. Tóm lại địa chỉ của Lý Gia cũng chỉ có 5 chữ trên, ngay cả đường mục tử ở trong quận nào cũng không ghi rõ bây giờ hạ thiên cũng không thể hỏi mộc hàm xem địa chỉ cụ thể của lý ra ở đâu hắn muốn hỏi tiểu yêu tinh thực tế hắn cũng đã điện thoại cho nàng nhưng đáng tiếc là không thể liên lạc được cũng may vận may của hạ thiên là khá tốt tên tài xế này biết rõ đường mục tử nằm ở đâu đối với hạ thiên thì tài xế taxi luôn được coi là công cụ dẫn đường chỉ lối nếu không hắn chẳng cần ngồi taxi làm gì cho mệt nhưng ba giờ Hạ Thiên lại cảm thấy có chút kỳ quái, không riêng gì nửa giờ chưa chạy đến nơi, hơn nữa hắn đột nhiên phát hiện tên tài xế này càng chạy càng ra ngoài địa phương vắng vẻ. Tuy Hạ Thiên chưa từng đến thủ đô nhưng hắn dù sao cũng thấy lý ra không nên ở những nơi vắng vẻ thế này. Là một gia tộc lớn, cũng không đến mức phải ở một vùng ngoại thành ở thủ đô chứ. Này, sao còn chưa tới? Hạ Thiên mở miệng hỏi tài xế một câu. Cậu muốn đếm số một đường mục tử phải không? Tài xế hỏi ngược lại. Nói nhảm. Hạ Thiên tức giận nói: "Vậy còn phải chờ một chút nữa, có lẽ vài phút nữa sẽ đến." Tài xế giải thích: "Tiên sinh, tôi đã nói với anh rồi, đây là anh may mắn mới gặp được tôi, nếu không nơi đây chẳng có mấy tài xế taxi biết rõ." Hạ Thiên nghe tên tài xế nói như vậy thì quyết định đợi thêm 10 phút nữa, đúng là không có biện pháp, ai bảo hắn không quen thuộc nơi đây. Xe tiếp tục đi về phía trước nhưng 5 phút sau thì ngừng lại. Đến chưa? Hạ Thiên mở miệng hỏi, hắn nhìn bốn phía, bên cạnh là những nhà xưởng bỏ hoang, rất rách dưới, căn bản không có người ở, lại càng không cần phải nói đến đại gia tộc. Không nhanh như vậy được. Tên tài xế mở cửa xe nói. Xấu hổ quá, tôi mắc tiểu quá, tôi xuống giải quyết trước, phiền cậu đợi một chút, tôi sẽ quay lại ngay. Này, anh chờ chút. Hạ Thiên đột nhiên hô lớn, hắn cũng xuống xe tôi rất mắc tiểu anh chờ chút chỉ một phút thôi tên tài xế vừa chạy vừa nói hạ thiên đột nhiên lóe người lên khoảnh khắc sau hắn đã xuất hiện ở phía trước chặn đường tên tài xế sau đó hắn dùng giọng bất mãn nói tôi nói anh chờ chút anh không nghe thấy sao à vẻ mặt tên tài xế có chút biến đổi hình như rất kinh ngạc vì sự xuất hiện đột ngột của hạ thiên sau đó hắn cười nói tiên sinh tôi thật sự vội vàng đi nhà cầu trước đó tôi uống nhiều nước hạ thiên dùng giọng mất kiên nhẫn cắt ngang lời tên tài xế này anh biết tôi là hạ thần y đệ nhất thiên hạ không tên tài xế chợt ngẩn ngơ à tiên sinh tôi không biết anh dám gạt tôi sao hạ thiên rất bất mãn anh biết tôi ghét nhất những tên lừa đảo không tiên sinh anh hiểu lầm rồi tôi thật sự không gạt anh tôi phải đi vệ sinh tên tài xế ra vẻ rất xấu hổ trên mặt có cả nụ cười. Vừa rồi tôi đã nói cho anh biết, tôi là hạ thần y đệ nhất, vì vậy tôi có thể biết anh căn bản không phải đi vệ sinh. Hạ thiên trừng mắt nhìn tên tài xế. Nếu anh không muốn chết thì lập tức đưa tôi đến số một đường mục tử. Vẻ mặt tên tài xế chợt biến đổi, hắn cười ngượng ngùng nói. Điều này, thật ra, tiên sinh, thật ra là thế này, tôi nghiệm thuốc, muốn đi đốt vài điếu, công ty có quy định không được hút trên xe, anh muốn chết sao? Hạ Thiên đã muốn xử lý người này, không ngờ đối phương còn muốn gạt hắn. Lúc này hắn muốn đến Lý Gia, địa phương quỷ quái này không có ai, sợ rằng một lúc lâu sau cũng chẳng có taxi đi qua, vì vậy xử lý đối phương sẽ chẳng còn ai dẫn đường cho hắn. Điều này, vậy là được rồi, tôi nhịn một chút là được, tôi sẽ quay lại lái xe ngay. Tên tài xế tỏ ra bất đắc dĩ, hắn xoay người đi về phía xe taxi, nhưng vừa đi được hai bước thì trên mặt đã lóe lên sát ý, sau đó hắn xoay người trên tay có thêm một khẩu súng đùng đùng tên tài xế bắt đầu tấn công liên tục không chút do dự khi thấy hạ thiên có vẻ như không kịp phản ứng thì tên tài xế có chút đắc ý đồng thời cũng có chút khinh thường người này chẳng là loại người gì quá ghê gớm lúc này xem như hắn lập được công lớn nhưng ngay sau đó tên tài xế đã không còn chút đắc ý vì hắn đột nhiên phát hiện hạ thiên đã biến mất trước mặt mình hầu như trong khoảng thời gian này hắn nghe thấy bên tai vang lên một âm thanh nếu anh thật sự muốn chết tôi thành toàn cho anh đây thật sự là những âm thanh cuối cùng được hắn nghe thấy trong đời sau đó hắn cảm thấy đầu óc đau đớn dữ dội rồi mất đi ý thức hạ thiên chỉ cần một đấm là giải quyết được tên tài xế nhưng nhìn thi thể tên khốn kia mà hắn cảm thấy có chút buồn bực vì hắn không biết mình đang ở đâu cũng chẳng biết lý ra ở phương nào khi Hạ Thiên đang cảm thấy khó hiểu thì lại nghe được thứ gì đó, sau đó hắn xoay người đi vào trong nhà xưởng. "Này, đám ngu ngốc núp ở bên trong, cút ra đây hết cho tôi." Hạ Thiên dùng giọng bất mãn nói một câu. Chương 459, Lý Minh Quang không chịu nổi một đòn. Thực tế Hạ Thiên vừa mở miệng thì bên trong đã có người đi ra, đó là một tên đàn ông anh tuấn cao lớn, khoảng 30, trên mặt là nụ cười ôn hòa. Lúc này dù nhìn thấy Hạ Thiên thì hắn cũng không có chút biểu cảm phẫn nộ, mà thực tế thì hắn phải cực kỳ tức giận mới đúng. Một đứa em của Lý Minh Quang bị đánh thành tàn phế, một đứa khác bị đánh thành kẻ ngốc, mà đứa em nhỏ nhất lại chết trên tay Hạ Thiên. Hắn chính là Lý Minh Quang, đáng lý ra hắn phải hận Hạ Thiên thấu xương, nhưng thực tế khi hắn đến gần Hạ Thiên thì trên mặt càng bùng ra nụ cười. "Hạ Thiên, thấy cậu tôi rất vui." Khi Lý Minh Quang đi đến trước mặt Hạ Thiên 7-8 bước thì dừng lại, nụ cười trên mặt càng rực rỡ vì tôi biết minh hạo cuối cùng cũng có thể nhắm mắt anh là tên lý minh quang ngu ngốc sao hạ thiên nhanh chóng nhận ra lý minh quang vì người này và một lý minh quang trên ảnh là không khác gì nhau nhưng hắn cũng cảm thấy khó hiểu lý ra các người sao cứ ngu ngốc như vậy hạ thiên lý ra chúng tôi là huyết thống ưu tú nhất người lý ra cực kỳ thông minh cũng có địa vị rất cao lý minh quang cười nhạt một tiếng nếu cậu muốn dùng những lời này để chọc giận tôi vậy thì cậu tính sai rồi ngu ngốc luôn tự cho mình là thông minh hạ thiên lười biếng nói nếu anh không ngốc thì sao lại giống như ba đứa em trước đó sao cứ gây phiền phức cho tôi cậu nói đúng kẻ ngu luôn tự cho rằng mình rất thông minh lý minh quang ra vẻ chấp nhận nhưng rõ ràng hắn cũng không cho rằng mình là kẻ ngu trong mắt hắn thì kẻ ngu chính là hạ thiên lý minh quang cũng không đánh giá thấp hạ thiên Người có thể giết chết Lý Minh Hảo em trai hắn thì tuyệt đối không tầm thường. Trước đó hắn cho rằng Hạ Thiên sẽ không đi một mình đến thủ đô, hơn nữa lại đến quá nhanh như vậy, rõ ràng không có sự chuẩn bị, tuyệt đối là một hành vi ngu xuẩn. Đối với hắn thì ngu xuẩn là một chuyện tốt, nhưng trong lòng hắn cũng không muốn gặp một đối thủ quá ngu, vì điều đó sẽ làm hắn mất đi tính khiêu chiến. Tôi không muốn nói nhảm với anh, bây giờ anh khôn hồn thì nói cho tôi biết, vợ tôi đang ở đâu hạ thiên không hứng thú vung môi múa mép với lý minh quang nếu anh để tôi tìm được vợ nhanh hơn một chút tôi sẽ cho anh chết chóng vánh nếu không tôi sẽ cho anh sống không bằng chết đợi đến khi cậu chết tôi sẽ nói mộc hàm ở đâu nụ cười trên mặt lý minh quang đã mất lúc này vẻ mặt vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc hắn đang chuẩn bị ra tay tôi sẽ cho tên ngốc anh sống không bằng chết hạ thiên ra tay sớm hơn lý minh quang hắn còn chưa dứt lời đã đánh về phía đối phương Bây giờ thời gian quá quý giá, hắn không muốn mất thời gian, hắn phải nhanh chóng tìm cho ra Mộc Hàm. Ánh mắt Lý Minh Quang chợt ngưng tụ, trong lòng thầm nghĩ ra tay quá nhanh. Hạ Thiên vừa ra tay thì hắn đã ý thức mình đánh giá thấp thực lực của đối phương, thân thủ của Hạ Thiên vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Nhưng dù đối thủ có mạnh thì Lý Minh Quang cũng không bối rối, hắn tỉnh táo nghênh đón, chính diện chống đỡ đòn tấn công của Hạ Thiên. Hắn nhất định phải đánh bại Hạ Thiên phải báo thù cho ba đứa em, cũng coi như lấy lại mặt mũi cho Lý Gia. Ba vị cao thủ của Lý Gia đều rơi dụng ở thành phố Giang Hải, dù Lý Gia cố gắng giữ bí mật nhưng sự việc vẫn lộ ra ngoài. Bây giờ sự việc đã làm cho tất cả mọi người ở thủ đô mở lời đàm tiếu, danh dự của Lý Gia cánh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, vì vậy lúc này dù là Lý Minh Quang hay Lý Gia cũng không thể thất bại. Nhưng Lý Tưởng thì rất tốt nhưng sự thật quá phũ phàng, chỉ vài hiệp thì lý minh quang đã phát hiện mình không thể chống đỡ thế công cuốn gió tan mây và cực kỳ sắc bén của hạ thiên trước đó không lâu lý minh quang đã ra tay với triệu minh phong bây giờ hắn mới phát hiện ra dù so sánh với triệu minh phong thì hạ thiên cũng có tranh lệch rất lớn hạ thiên nóng lòng tìm được mộc hàm nên ra tay toàn lực hắn không giữ lại sức hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất để chế phục lý minh quang sau đó hỏi ra mộc hàm đang ở đâu hạ thiên vận hành phiêu miểu bộ đến mức cực hạn hắn hóa thành một hình bóng hầu như khó thể nhìn thấy, hai tay đấm ra liên tục, nhưng biến hóa cực kỳ mờ ảo và bất định, dù Lý Minh Quang phản ứng cực nhanh cũng không thể nào đối phó được. Bốp, một đấm trúng lưng Lý Minh Quang, hắn rên lên một tiếng đau đớn rồi văng lên không, sau khi bay ra vài chục mét mới nặng nề ngã xuống. Này, tên ngu ngốc, bây giờ muốn nói mộc hàm ở đâu chưa, tôi sẽ làm anh chết sung sướng hơn. Hạ thiên tạm thời ngừng tấn công, hắn nói một câu với Lý Minh Quang đang nằm trên mặt đất. Khổ, khổ. Lý Minh Quang bò lên khỏi mặt đất, hắn ho khan hai tiếng, sau đó xoay người nhìn Hạ Thiên. Hắn đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng, vẻ mặt có chút xám trắng. Hạ Thiên, cậu quả nhiên rất mạnh, hèn gì trước nay luôn kiêu nghẹ oi như vậy. Trước nay tôi rất ẩn nhẫn. Cũng vì đám ngu ngốc các anh muốn gây khó mà thôi. Hạ Thiên mất kiên nhẫn. Nói mau, vợ tôi đâu? trên mặt lý minh quang lộ ra nụ cười cổ quái sau đó hắn đưa tay lên tạo ra một ký hiệu hạ thiên có chút buồn bực tên ngu này làm gì vậy vì vậy hắn rút ngân châm ra chuẩn bị cho tên khốn kia sống không bằng chết nhưng đúng lúc này một luồng khí thức nguy hiểm từ trên không ập xuống hầu như cùng một thời gian một hồi súng chuyển vào tay hắn đùng 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 hàng loạt đạn từ trên không chĩa xuống hạ thiên chỉ biết né tránh hắn nhìn lên trời sau đó phát hiện có một chiếc trực thăng có người đang ở trên đó xả kích hắn khi hạ thiên đang né đạn thì lý minh quang đột nhiên lấy từ trên người ra một sợi tơ kim loại hắn ném về phía trực thăng một giây sau thân thể lý minh quang từ từ bốc lên dần tiến lên trực thăng hạ thiên nổi giận tên khốn này còn chưa nói vợ hắn ở đâu sao có thể bỏ chạy được vì vậy hạ thiên vừa tránh đạn vừa lấy ngân châm hắn phóng một châm về phía thân thể lý minh quang một châm phóng về phía sợi kim loại đối phương đang sử dụng. Cây ngân châm đầu tiên đâm vào người Lý Minh Quang như Hạ Thiên mong muốn, một cây châm khác trúng ngay sợi dây kim loại, nhưng sợi dây có tính chất đặc thù, với công lực của Hạ Thiên cũng không thể cắt đứt dây. Vì vậy hắn không thể ngăn cản Lý Minh Quang thoát đi, cứ như vậy để đối phương leo lên trực thăng, cuối cùng trực thăng phóng về phương xa. chương 460, đánh máy bay. Đội trưởng, anh không sao đấy chứ, một tên ngồi trên trực thăng mở miệng hỏi, người này chính là một thành viên trong nhóm bộ đội đặc trùng hắc báo, là thuộc hạ tâm phúc của Lý Minh Quang. Hừ, vẫn còn đỡ. Lý Minh Quang cắn răng, đáng lý ra trước đó tình hình thương thế của hắn không tính là nghiêm trọng, nhưng vừa rồi hắn vừa trúng một châm của Hạ Thiên, bây giờ cảm thấy nửa người mất dần chi giác. Hơn nữa nân châm sau khi phóng vào trong người thì giống như căn bản không phát hiện ra nó nằm ở đâu, đừng nói đến chuyện lấy cây châm ra. Đội trưởng, bây giờ chúng ta đi đâu? Đến trụ sở huấn luyện sao? Tên thuộc hạ lại mở miệng hỏi. Lý Minh Quang há miệng, hắn muốn nói nhưng phát hiện mình không thể làm gì được nữa. Không phải nửa người của hắn mất đi chi giác, hơn nữa toàn thân đã chết lặng, vài giây sau hắn đã mất đi ý thức, ngay cả bộ não cũng mất đi chi giác. Đội trưởng, đội trưởng. Tên thủ hạ hét lên vài câu lo lắng, nhưng đáng tiếc là Lý Minh Quang đã không còn phản ứng, vì vậy hắn tranh thủ quay sau một tên đồng bạn đang ở phía trước lái trực thăng. Ngải Liên, mau, chúng ta đưa đội trưởng đến bệnh viện. Tên Ngải Liên này cũng là thành viên nhóm bộ đội đặc trùng hắc báo, hắn lên tiếng. Vâng, Trương ca. Lý Minh Quang dù rất tự tin với bản thân, nhưng hắn vẫn phòng ngừa chu đáo, vì vậy hắn đã bố trí cả Ngải Liên và Trương Tiểu Niên trợ giúp hành động. Trong hai người thì Ngải Liên phụ trách lái máy bay, Trương Tiểu Niên phụ trách bắn súng, sự chuẩn bị không hoàn thiện này cũng đã cứu Lý Minh Quang được một mạng, nếu không bây giờ hắn sẽ bị Hạ Thiên giày vò đến mức chết đi sống lại. Ngải Liên nhanh chóng lái trực thăng, hắn vội vàng bay đến bệnh viện Lục Quân, trong lòng khó thể bình tĩnh. Dù thế nào hắn cũng không ngờ tên Hạ Thiên kia lợi hại như thế, ngay cả vị đội trưởng được hắn tôn thờ cũng không là gì với đối phương, không thể không khốn khổ bỏ chạy. Trương ca, tên tiểu tử Hạ Thiên kia rốt cuộc là kẻ nào? Từ vị trí này đến bệnh viện vẫn còn khá xa, Ngài Liên cũng không nhịn được phải mở miệng. Anh cũng không rõ, nghe nói tiểu tử này đã giết chế em trai của đội trưởng. Trương Tiểu Niên trả lời, dù hắn là thủ hạ của Lý Minh Quang nhưng cũng chẳng phải là người của Lý Gia, vì vậy hắn cũng không biết được nhiều chuyện liên quan đến Lý Gia. Cái gì? Ngài Liên chấn động, tiểu tử này chán sống rồi sao? Ngay cả người của Lý Gia cũng dám giết à? Trương Tiểu Niên lại không nói lời nào, hắn nhìn lý minh quang đang hôn mê tiểu tử hạ thiên kia rõ ràng là chán sống đây là điều hiển nhiên tiểu tục này dám giết chết người của lý gia nếu không phải là hắn và ngài liên kịp xuất hiện thì sợ rằng lý gia sẽ có hai người chết dưới tay đối phương tên khốn nạn này có thù hận gì với đội trưởng vậy nhỉ ngài liên không nhịn được phải hỏi trương tiểu niên còn chưa kịp trả lời thì máy bay đang vững vàng chợt chấn động dữ dội hơn nữa còn có một tiếng nổ lớn vang lên có chuyện gì Trương Tiểu Niên hỏi ngay, ngài liên cũng đang vội vàng làm trực thăng ổn định trở lại. Hắn còn chưa kịp trả lời thì trực thăng lại chấn động, lần này còn dữ dội hơn trước đó. Ở phía sau trực thăng vang lên một tiếng nổ lớn. Gặp quỷ, tôi cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Ngải Liên không hiểu rõ tình huống, hắn vừa cố gắng lái máy bay vừa giữ bình tĩnh nói. Hình như trực thăng bị tấn công từ bên dưới. Bị tấn công từ bên dưới sao? Trương Tiểu Niên vô thức nhìn xuống dưới sau đó hắn chợt ngẩn ngơ cuối cùng vẻ mặt hoàn toàn biến đổi may bay lên cao cao hơn một chút ngải liên vội vàng bay lên trên nhưng sau khi tiến thêm được vài chục mét thì lại bị tấn công tất nhiên lần này sẽ nhẹ hơn hai lần trước lên đi cao hơn chút nữa trương tiểu niên tiếp tục hô lớn trực thăng tiếp tục bay lên sau khi được vài trăm mét thì trương tiểu niên mới nói được rồi không cần tiếp tục cứ giữ vững độ cao này trương ca có chuyện gì xảy ra? Ngài Liên còn chưa hiểu rõ tình huống, hắn vừa hỏi thăm tình huống vừa không nhịn được phải nhìn xuống, sau đó chợt ngẩn ngơ và học ra hai chữ. Trời à! Tuy khoảng cách khá xa nhưng hắn vẫn thấy rõ ràng, dưới máy bay có một tên đang chạy như điên, người này là Hạ Thiên, rõ ràng đang chạy theo trực thăng. Con bà nó đúng là biến thái, vừa rồi Hạ Thiên dùng đá ném máy bay, khi đó Trương Tiểu Niên nhìn thấy đã muốn mắng người hắn đã từng gặp qua nhiều tên biến thái nhưng chưa đến mức độ như lúc này người ta cầm súng bắn máy bay còn có thể hiểu được nhưng tên khốn kia trực tiếp dùng đá ném biến thái nhất là máy bay bị ném trúng thiếu chút nữa đã rơi đúng là khốn nạn xem hai chân của mày lợi hại hay máy bay lợi hại ngài liên tức giận mắng một câu hắn lái máy bay mà bị một tên chạy bộ đuổi kịp sợ rằng sau này sẽ mất niềm tin với máy bay ngài liên suy nghĩ một chút cuối cùng hắn bắt đầu thay đổi đường đi cố ý lựa chọn con đường bay qua những nơi nhiều chướng ngại vật, tên khốn kia có thể chạy nhanh như thế này được sao? Nhưng vài phút sau Ngài Liên mới phát hiện ra những chướng ngại như nhà lầu nhà xưởng không có lực ảnh hưởng với Hạ Thiên, hắn chạy một đường thẳng tắp, gặp chướng ngại vật thì nhảy qua như si nê. Tên khốn này còn là người sao? Trương Tiểu Niên vẫn quan sát tình huống bên dưới, tất nhiên hắn thấy rất rõ ràng, vì vậy mà trợn mắt há mồm, không ngờ bọn họ gặp phải quái thai. Trương ca, nếu tiếp tục như vậy thì hắn sẽ đuổi theo chúng ta đến bệnh viện đến khi đó chúng ta phải đáp xuống sợ rằng ngài liên bắt đầu lo lắng đến bây giờ hắn đã không tin có thể đánh bại tên biến thái kia nếu không chúng ta về trung tâm huấn luyện trương tiểu niên suy nghĩ trong căn cứ có bác sĩ còn có rất nhiều anh em nếu tên khốn kia dám chạy theo thì sẽ có người thu phục coi như giải hận cho đội trưởng trụ sở huấn luyện trong miệng bọn họ chính là trụ sở của đội hắc báo đội ngũ bộ đội đặc chủng này được chọn lựa rất nghiêm khắc, một số ít bộ đội đặc chủng mới được đưa vào đây huấn luyện, hợp cách mới cho gia nhập hắc báo. Vậy cũng được, Trương A, cứ theo lời anh. Ngài Liên cũng hiểu ý kiến kia rất tốt, vì vậy hắn đổi hướng bay về phía trụ sở hắc báo. chương 461, đánh đấm bừa bãi. Ngài Liên và Trương Tiểu Niên cảm thấy lựa chọn của mình vô cùng sáng suốt, bọn họ vừa bay về phía trụ sở huấn luyện vừa quan sát Hạ Thiên ở bên dưới lúc này bọn họ phát hiện Hạ Thiên đơn giản vẫn bám theo trực thăng mà không rớt lại phía sau. Con mẹ nó, thằng này đúng là biến thái. Ngài Liên không nhịn được phải mắng một câu. Đội chúng ta có thủ oán gì với hắn? Người này giết em trai của đội trưởng, hơn nữa bộ dạng kia giống như đội trưởng đã giết em trai của hắn vậy, rõ ràng đuổi theo máy bay không tha, nhưng thật ra đội trưởng lại muốn bắt vợ hắn. Việc đội trưởng bắt vợ của Hạ Thiên, Trương Tiểu Niên lại biết rất rõ. Hư! đội trưởng chúng ta có thân phận gì đáng giá đi bắt vợ hắn sao ngài liên không cho là đúng hắn nghĩ điều này là sai lệch điều này thật ra đội trưởng muốn bắt vợ hắn nhưng cô nàng kia lại may mắn chạy thoát trương tiểu niên nhìn lý minh quang đang hôn mê giọng nói hạ thấp xuống một chút ngài liên chợt sững sờ trương ca không phải như vậy đấy chứ đội trưởng đáng phải đi bắt cô ta sao đội trưởng muốn bắt vợ hắn để dụ hắn đến thủ đô như vậy đội trưởng mới có thể báo thù cho em trai trương tiểu niên biết khá rõ vấn đề này cuối cùng hắn không nhịn được phải chêm thêm một câu thật ra vợ hắn cũng không phải người thường thật vậy sao ngài liên có chút hứng thú là ai vậy mộc hàm trương tiểu niên trả lời mộc hàm sao là người đẹp tóc vàng của long tổ à ngài liên chợt ngẩn ngơ ngay sau đó hắn không nhịn được phải mắng một câu Tên biến thái kia quá may mắn. Trương Tiểu Niên thừa nhận câu nói này của ngài liên, hắn cũng hiểu Hạ Thiên rất sướng. Mộc Hàm dù là đặc công của Long Tổ, nhưng nếu so sánh thì nàng cao hơn một chút so với các đặc công khác, cũng là nhân vật có tiếng ở thủ đô, được vinh danh là một đóa hoa mà bao người ngưỡng mộ. Tất nhiên đại đa số đều không biết thân phận chính thức của Mộc Hàm, nếu không sợ rằng sẽ có hơn phân nửa số người truy đuổi phải bỏ cuộc giữa chừng. Trương Ca, tên khốn kia vẫn cứ tiếp tục đuổi theo chúng ta phải làm sao bây giờ? Ngải Liên lúc này mở miệng hỏi. Không có gì, chúng ta cứ bay vào trụ sở, phía dưới sẽ có người ngăn cản. Trương Tiểu Niên không quan tâm đến vấn đề này, dù tên kia có lợi hại thế nào cũng không thể chống lại số đông, trong căn cứ có hơn trăm người. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào chiếc trực thăng, tốc độ của hắn luôn được bảo trì bằng với tốc độ kinh người của trực thăng. Khi trực thăng ra tốc thì hắn sẽ tăng tốc, khi trực thăng chạy chậm lại thì hắn cũng sẽ chậm lại, Mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là bắt được Lý Minh Quang đang ở trên máy bay. Hạ Thiên vừa mới đến thủ đô, hắn không quen thuộc chỗ này, ngồi xe taxi thì gặp một tên lừa đảo, bây giờ vất vả lắm mới có được một Lý Minh Quang ngu ngốc tự đưa mình đến cửa, tất nhiên hắn sẽ không để cho Lý Minh Quang chạy mất, nếu như vậy thì sao tìm được vợ. Đúng lúc này hắn phát hiện máy bay bắt đầu giảm tốc độ, vì vậy hắn cũng giảm tốc độ theo, đột nhiên một tiếng hét từ phía trước truyền đến. Đứng lại, hạ thiên cũng không nhìn hắn vẫn chạy trốn về phía trước trong mắt chỉ có một mục tiêu đó chính là chiếc trực thăng trên bầu trời nếu có bất kỳ ai đứng ra cản trở sẽ bị hắn xử lý không chút do dự lúc này có người đứng ra cản đường hạ thiên tung một đấm không chút do dự một tiếng kêu đau đớn vang lên đối phương ngã xuống dừng tay nếu không tao nổ súng bên tai truyền đến một tiếng hét lớn hạ thiên quay đầu nhìn thấy một người đang chĩa súng vào mình hạ thiên đột nhiên biến mất một giây sau hắn xuất hiện bên cạnh tên cầm súng hắn đưa tay cướp lấy súng của đối phương sau đó nện báng súng xuống tên này ngất xỉu ngay tại chỗ làm gì vậy đứng lại thằng nào dám xông loạn vào đây một tên mặc quần áo quân nhân đang đứng nghỉ ngơi trên bãi đất trống hắn đột nhiên phát hiện trong tầm mắt có một kẻ không mời mà đến vì vậy quát lớn hỏi hạ thiên vẫn không quan tâm đến đám người này chỉ cần không cản đường thì hắn sẽ chẳng quan tâm mục tiêu của hắn vẫn là chiếc máy bay phía trước. Chặn nó lại, một tiếng hét lớn vang lên, ba bốn tên đột nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên đánh về phía Hạ Thiên. Đừng làm phiền tôi, Hạ Thiên bất mãn nói một câu, sau đó hắn vùng khẩu súng, súng nện lên người một tên, đồng thời hắn cũng ra chân, khoảnh khắc sau tất cả đều ngã xuống đất. Đám người khác thấy tình cảnh như vậy mà không khỏi ngẩn ngơ, đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao còn lợi hại hơn cả đội trưởng khi đám người đang ngẩn ngơ thì hạ thiên đã xông về phía trước khoảnh khắc này trực thăng cũng đang đáp xuống hạ thiên nâng súng bóp cò đùng 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 khoảnh khắc sau hạ thiên đã bắn tất cả số đạn có trong khẩu súng chiếc trực thăng hầu như ở trong phạm vi làn đạn với kỹ thuật bắn súng của hạ thiên thì hầu như không viên nào chật mục tiêu nhưng người ở trên trực thăng lại may mắn vì hạ thiên chủ yếu bắn trực thăng mày không bắn người nếu không ngải liên và trương tiểu niên sẽ chẳng giữ được tính mạng nhưng lúc này trực thăng lại rất thê thảm bị bắn cho tàn tạ khi hạ thiên bắn đến viên đạn cuối cùng thì trực thăng vẫn còn chưa rơi xuống vì thế mà hắn nổi giận hắn vung tay lên khẩu súng trường phóng lên trời một tiếng ẩm vang lên súng trường đập lên thân máy bay chiếc trực thăng đã tàn tạ bây giờ bị một lực lượng lớn đập lên cuối cùng cũng không thể kiên trì thêm và ngã chúi đầu xuống đất nhảy ra mau trương tiểu niên dùng một tay ôm lấy lý minh quang sau đó hắn mở cửa cabin rồi nhảy từ trong máy bay ra ngoài. Bây giờ hắn cũng không cách quá xa mặt đất, trực tiếp nhảy xuống cũng không chết, nhưng nếu cùng xuống với máy bay thì khó thể nói không có vụ nổ lớn, như vậy hắn nhất định phải chết. Khi Trương Tiểu Niên nhảy khỏi cabin thì Hạ Thiên ở bên dưới đã bắn lên không chung, hắn ngay chóng tiếp cận Trương Tiểu Niên và Lý Minh Quang đang rơi xuống. Lúc này hắn vùng tay cướp lấy Lý Minh Quang trong tay Trương Tiểu Niên, sau đó khẽ rơi xuống đất. Toàn bộ quá trình này rất ngắn, lúc này đám người trong trụ sở huấn luyện vẫn còn chưa kịp phản ứng. Khi bọn họ nhìn thấy tình cảnh như vậy, dù là sĩ quan huấn luyện hay lính đặc chủng cũng trợn mắt há mồm, sao giống phim hành động Hollywood như vậy. Chương 462: Quét sạch hắc báo. Đùng. Chiếc trực thăng rơi xuống đất phát ra tiếng nổ rất lớn, lúc này đám người mới phục hồi tinh thần trở lại. Chiếc trực thăng cũng không nổ, tất nhiên điều này cũng có thể nói là may mắn với mọi người nhưng Ngải Liên và Trương Tiểu Niên lại không may mắn như vậy, hai người bọn họ khá thê thảm. Nhanh, các huấn luyện viên, may cứu đội trưởng. Trương Tiểu Niên cảm thấy chân cẳng đau nhức giống như bị chặt đứt, nhưng hắn vẫn không quên chuyện quan trọng nhất. Có chuyện gì xảy ra? Người mở miệng là một sĩ quan huấn luyện trong trụ sở, tuổi chưa cao, khoảng 24-25, gương mặt gương nghị đen bóng, góc cạnh rõ ràng. Người này khá cao, ngoài làn da đen thì cũng được coi là đẹp trai tên sĩ quan huấn luyện này tên là Tống Vệ Quốc, là một thành viên chính thức của Hắc Báo, nhưng thân phận của hắn khác với những thành viên khác. Ngoài thời gian ít ỏi khi chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài, phần lớn thời gian hắn đều ở đây huấn luyện hậu bị. Đừng nhìn vào độ tuổi không quá lớn của hắn mà coi thường, bây giờ phần lớn đám thành viên Hắc Báo đều đã từng được hắn huấn luyện. Mỗi người trong đội Hắc Báo đều biết, trong đại đội, Tống Vệ Quốc có thân phận gần với đội trưởng Lý Minh Quang. Hắn muốn giết đội trưởng, đội trưởng đã hôn mê phải nhanh chóng tìm bác sĩ trương tiểu niên vội vàng nói sau đó hắn chỉ vào hạ thiên thật ra cũng không cần trương tiểu niên phải chỉ lúc này tầm mắt mọi người đã chuyển lên người hạ thiên nhưng những hành động của hạ thiên lại làm cho người ta cảm thấy mơ hồ hắn thật sự giết người à sao lại giống cứu người vậy bây giờ hạ thiên quả thật không muốn giết người hắn lấy một cây ngân châm đâm lên người lý minh quang vài cái nhìn qua có vẻ đang chữa bệnh cho đối phương Đúng lúc này Lý Minh Quang chợt mở mắt, hắn nhìn thấy Hạ Thiên mà vẻ mặt biến đổi. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, mình đã chạy thoát, sao bây giờ lại rơi vào trong tay Hạ Thiên. Mày. Lý Minh Quang đang muốn nói gì đó thì Hạ Thiên đã đâm xuống một châm, khoảnh khắc này Lý Minh Quang cảm thấy toàn thân như có hàng ngàn con kiến cắn đốt. Nhưng lúc này cũng không tính là quá đau đớn, điều này chỉ làm hắn cảm thấy không thoải mái mà thôi. Hạ Thiên lại đâm một châm lên người Lý Minh Quang. Một châm lập tức làm cho Lý Minh Quang cảm thấy đau đớn như có hàng ngàn mũi tên bắn vào người. Á, à, Lý Minh Quang gào lên một tiếng thảm thiết, dù hắn đã trải qua huấn luyện đặc biệt nhưng cơn đau quá khủng bố, hắn không nhịn được phải kêu thành tiếng. Thằng ngu, tao đã nói rồi, sẽ cho mày sống không bằng chết. Hạ Thiên lại lấy ngân châm ra. Nếu tao đâm một châm này xuống thì cảm giác đau đớn của mày sẽ tăng lên gấp 10 lần, nếu mày chịu nói cho tao biết vợ tao ở đâu, tao sẽ đâm chết mày nếu mày không phải là một thằng ngu thì nên biết lựa chọn thế nào cho đúng chứ Hạ Thiên, mày, mày muốn biết Mộc Hàm đang ở đâu sao? chờ, chờ mày chết đi! Mồ hôi trên người Lý Minh Quang tuôn ra như mưa, nhưng lần này hắn chỉ nín nhịn mà không kêu lên thảm thiết, chỉ cần nhìn thì biết chịu đựng cũng không quá dễ dàng. đến lúc này đám người Tống Vệ Quốc cũng cảm thấy sự việc không đúng, mọi người cùng tiến lên bao quanh Hạ Thiên và Lý Minh Quang. Tống Vệ Quốc tiến lên một bước nhìn Hạ Thiên. Hắn quát lên nghiêm nghị Mày là ai? Mau thả đội trưởng ra Đừng làm phiền tao Hạ Thiên dùng ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn Tống Vệ Quốc Sau đó hắn lại đâm một châm lên người Lý Minh Quang Á! À, Lý Minh Quang giống lên thảm thiết Sau đó hắn cắn chặt môi, máy tươi tứa ra Trên mặt mồ hôi ròng ròng, chán nổi gân xanh Rõ ràng đang cực kỳ đau đớn Mày đang làm gì? Tống Vệ Quốc lại tiến lên một bước Hắn quát lên nghiêm nghị tao cóc cần biết mày là ai mày phải lập tức thả đội trưởng ra nếu không tao sẽ chẳng khách khí cút ngay nếu không tao đập chết bây giờ hạ thiên trừng mắt nhìn tống về quốc sau đó hắn chụp lấy cổ áo của lý minh quang hắn xách đối phương lên một chân đá vào hạ bộ một tay tát lên mặt lý minh quang nhìn không được phải hét lên thảm thiết ngay sau đó lại cắn răng nhẫn nhịn có thể nói lực chịu đựng của lý minh quang là rất khủng bố ngu ngốc mày không nói sao tao sẽ đánh đến khi mày nói thì thôi." Hạ Thiên nói xong thì đấm đá Lý Minh Quang, hắn chẳng thèm quan tâm đám người ở xung quanh. Buồn cười. Tống Vệ Quốc nổi giận, hắn siết chặt nắm đấm rồi đột nhiên tấn công Hạ Thiên. "Bảo mày cút đi mà không nghe sao?" Hạ Thiên rất bất mãn, hắn vẫn dùng một tay rước chặt lấy Lý Minh Quang, chân đi theo phiêu miểu bộ, thân thể xoay chuyển, tay còn lại siết chặt, một đấm phóng ẩm ầm về phía Tống Vệ Quốc. Tống Vệ Quốc đột nhiên lùi về phía sau, vẻ mặt biến đổi lớn, hắn hô lên nghẹn ngào. Phiêu Miểu Bộ sao? Hạ Thiên chợt sững sờ, sao người này lại biết Phiêu Miểu Bộ? Hắn nhớ rõ Thần Tiên tỷ tỷ đã từng nói, người ngoài sẽ không thể biết được mà. Vẻ mặt Tống Vệ Quốc liên tục biến đổi, hắn quát lớn. Tất cả cùng lên cứu đội trưởng. Tống Vệ Quốc vừa ra lệnh thì lập tức có vài chục người tấn công Hạ Thiên, Tống Vệ Quốc lại lui ra phía sau cực kỳ quỷ dị hắn chọn phương pháp trợ chiến. Đánh! Á! Á! Khi những tiếng kêu thảm thiết vang lên, đám người liên tục phóng lên không rồi ngã xuống, chỉ trong 10 giây ngắn ngủi đã có hơn 10 tên phơi mặt trên nền đất. Tống vệ quốc nhìn chằm chằm vào những hành động của Hạ Thiên, hắn càng trở nên kinh ngạc, sau đó lặng lẽ lui ra phía sau và biến mất giữa cuộc chiến. Chưa đến 2 phút sau thì tất cả đám người đều nằm trên đất. Đừng làm phiền tôi, nếu không tôi sẽ xử lý các người hạ thiên nói một câu với đám người sau đó hắn tiếp tục tra tấn lý minh quang nói vợ tao ở đâu một cái tát vang lên mày có nói không lại là một đá vẫn còn lì không nói à hai tát cộng thêm một đá đám người đau đớn bỏ lên sau đó ngẩn người nhìn tình cảnh xảy ra trước mắt tên biến thái này ở đâu ra chỉ khoảnh khắc đã đánh ngã vài chục người hơn nữa còn ở trong trụ sở của hắc báo để tra tấn đội trưởng hắc báo, đúng là quá kiêu ngạo. Đúng lúc này một đám binh sĩ Vũ Trang tận răng tiến vào, vài chục giây sau đám người này đã vọt về phía Hạ Thiên, vài chục cây súng chĩa về phía hắn, người đi đầu chính là Tống Vệ Quốc. Thả đội trưởng lý ra. Tống Vệ Quốc quát lên với Hạ Thiên. Nếu không mày sẽ là tổ ong. Tao đã nói rồi, mày phiền quá. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Tống Vệ Quốc, sau đó hắn biến mất chương 463, đánh mày thành tổ ong vỏ vẽ. Lúc này mục tiêu đã biến mất, đám người cầm súng có chút sững sờ. Nhưng một lúc sau bọn họ hầu như cảm thấy tay nhẹ bấng, khoảnh khắc sau đã phát hiện súng trên tay không cánh mà bay. Lý Minh Quang lại liên tục kêu gào thảm thiết, sau đó mọi người chợt phát hiện Lý Minh Quang bị ném xuống đất, hơn nữa còn có hàng loạt khẩu súng bị người ta ném lên người. Một lúc sau trên người Lý Minh Quang đã được chất đầy súng lúc này mọi người mới phát hiện ra mục tiêu đã xuất hiện hạ thiên đã xuất hiện ở vị trí vừa rồi nhưng khoảnh khắc này trên tay hắn lại có một khẩu súng họng súng chĩa vào tống vệ quốc trước tiên tao cho mày thành tổ ong vò vẽ rồi nói sau hạ thiên nói một câu bất mãn với tống vệ quốc sau đó tiếng súng đã vang lên đùng 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 hạ thiên bắn súng có vẻ rất thuận tay vẻ mặt tống vệ quốc chợt biến đổi một giây sau hắn cũng biến mất trước mặt mọi người như Hạ Thiên lúc vừa rồi. Ồ, Hạ Thiên có chút kinh ngạc. Trong mắt hắn thì Tống Vệ Quốc cũng không biến mất, nhưng thân pháp của tên kia khá nhanh, hoàn toàn vượt qua dự đoán của hắn. Điều làm hắn cảm thấy nghi hoặc chính là Tống Vệ Quốc cũng tinh thông một loại bộ pháp, tuy bộ pháp này khác biệt với phiêu miểu bộ của hắn, nhưng hai người lại cùng đưa ra một kết quả giống nhau đến kỳ diệu. Bản lĩnh khá tốt, còn mạnh hơn cả đám Lý gia ngu ngốc. Hạ Thiên chợt tán dương một câu, điều này cũng là sự thật, thực lực thật sự của Tống Vệ Quốc quả thật mạnh hơn khá nhiều so với Lý Minh Quang. Tuy Hạ Thiên thật sự tán dương Tống Vệ Quốc nhưng động tác tay lại chẳng dừng lại, hắn vừa nổ súng vừa dùng chân hất một khẩu súng ở dưới đất lên. Một khẩu súng phóng lên tay, sau đó hắn bắt đầu dùng hai súng xả đạn ở những góc độ cực kỳ quỷ dị. Nhìn thì có vẻ không có mục tiêu, nhưng thực tế thì hơn 10 viên đạn lại phóng ra tạo thành một mảng lưới thiên la địa võng bao quanh Tống Vệ Quốc điều này làm cho Tống Vệ Quốc không thể tránh né. Á! À, Tống Vệ Quốc đột nhiên kêu lớn một tiếng, ngay sau đó hắn xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Lúc này chân trái khẽ lệch, thiếu chút nữa đã quỳ dạp xuống đất, máu tươi từ chân ổ ổ phóng ra. Hạ Thiên dùng cả hai súng nhưng đáng tiếc là Tống Vệ Quốc né tránh khá tốt, vì vậy chỉ trúng một viên đạn nơi chân. Đã bắn xong, mày đúng là khá giỏi, vì vậy tạm thời anh không cho mày thành tổ ong. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó thuận tay ném súng ra một bên, cuối cùng thầm nói một câu. Kỹ thuật bắn súng của mình vẫn là lợi hại, xem ra tam sư phụ cũng thua mình. Mày đừng quá kiêu ngạo. Một tên đàn ông đen đúa ở bên cạnh tống về quốc chợt nổi giận gầm lên, ngay sau đó hắn phóng về phía Hạ Thiên, nhưng khi còn chưa tiếp cận Hạ Thiên thì đã kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. Ngu ngốc, mày nghĩ rằng tao không dám nổ súng nữa sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn tên đen đúa nằm trên mặt đất, Lúc này trên tay hắn lại có thêm một khẩu súng. Đám người khác dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn Hạ Thiên, ai cũng muốn động nhưng khi đảo mắt nhìn qua Tống Vệ Quốc và tên đen đúa trên mặt đất, ai cũng không dám hành động, dù sao trên tay Hạ Thiên cũng còn súng. Tất cả không nên ra tay. Tống Vệ Quốc thầm nói một câu, sau đó hắn đứng lên nhìn Hạ Thiên. Rốt cuộc mày muốn thế nào? Sao ngu vậy? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Tống Vệ Quốc. Tao đã sớm nói rồi chúng mày đừng làm phiền tao, tao còn có việc cần phải làm. Hạ Thiên không cho Tống Vệ Quốc cơ hội nói chuyện, hắn tiến lên đá văng súng ống trên người Lý Minh Quang, sau đó đá lên người tên này. Lần này Lý Minh Quang khá cứng, hắn cắn răng không nói lời nào. Thằng ngu, không nói vợ tao ở đâu sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Lý Minh Quang, hắn có chút căm tức, tên ngu ngốc này nhẫn nhịn khá tốt, năm xưa thành viên của ám ảnh đoàn còn chẳng được như vậy, chẳng lẽ tên ngu mốc này chính là nhẫn giả thần quy trong truyền thuyết? Hạ thiên, tao, tao đã nói rồi, mày chết sẽ biết mộc hàm ở nơi nào. Lý Minh Quang dùng ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm vào hạ thiên, trong mắt lộ ra cái nhìn cừu hận. Trước đó hắn thật sự đánh giá cao chính mình, vì vậy căn bản không vạch kế hoạch rõ ràng mà cứng nhắc đến liều mạng với hạ thiên, kết quả là rơi vào thế hạ phong. Đùng! Hạ thiên bắn một phát đạn vào chân Lý Minh Quang. Á! À. Lúc này Lý Minh Quang đã không còn nhịn được, hắn phát ra tiếng gào thảm thiết, hơn nữa còn liên tục một lúc lâu không ngừng. Thằng ngu, mày không nói sao, tao sẽ chậm rãi đánh mày thành tổ ong. Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Lý Minh Quang, tên đáng chết này dám bắt vợ hắn, đúng là tự tìm đường chết. Hạ Thiên, mày! Một lúc sau Lý Minh Quang ngừng kêu thảm thiết, gương mặt hắn tái nhợt, quần áo trên ngựa oi đã sớm ướt đẫm mồ hôi, chen đùi cũng ướt sũng máu. Đùng! Hạ Thiên tiếp tục ra tay, hắn vẫn bắn vào đùi Lý Minh Quang, nhưng lần này là chân còn lại. Đám người chung quanh cảm thấy lạnh người, tên này quá hung ác, nổ súng bắn người mà chẳng chớp mắt, bọn họ tin tên này giết người sẽ không chớp mắt. Thằng ngu, sau mỗi 10 giây tao sẽ nổ súng, đến lúc mày tình nguyện nói vợ tao ở đâu mới thôi. Hạ Thiên lười biếng nói, sau đó hắn bắt đầu đếm. 1, 10. Hạ Thiên nhanh chóng đếm đến 10, sau đó tiếng súng lại vang lên. Đùng. Khi thấy trên đùi Lý Minh Quang chảy đầy máu tươi, Hạ Thiên cầm lấy ngân châm, hắn nhanh chóng đâm hai cái lên người đối phương, giúp cầm máu. Nếu tao không muốn cho mày chết thì sẽ không chết, dù trở thành tổ ong cũng không chết. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Lý Minh Quang, sau đó lại tiếp tục đếm. 9, 10. Đùng. Hạ Thiên lại nổ súng không chút do so dự, lúc này mục tiêu là tay của Lý Minh Quang. Sau đó hắn tiếp tục hảo tâm giúp Lý Minh Quang cầm máu đám người chung quanh cũng sắp tan vỡ người này đúng là không hung ác bình thường là cao thủ bức cung cùng hung cực ác dừng tay hạ thiên mày mau dừng tay trương tiểu niên cuối cùng cũng không nhịn được đội trưởng căn bản không biết mộc hàm ở đâu mày hỏi cũng vô dụng à vậy mày biết vợ tao ở đâu sao hạ thiên quay đầu nhìn trương tiểu niên tôi không biết nhưng trương tiểu niên trả lời đáng tiếc hắn còn chưa nói xong thì đã nghe một tiếng súng sau đó cảm thấy đùi đau đớn. Trương tiểu niên đáng thương bị té gãy chân, bây giờ lại trúng một đạn. Không biết thì đừng làm phiền tao. Hạ thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn trương tiểu niên, bây giờ hắn còn chưa tìm ra vợ mình, vì vậy tâm tình không được tốt cho lắm. chương 464, kẻ địch hùng mạnh xuất hiện. Tao căn bản không biết mộc hàm ở đâu. Trương tiểu niên vẫn cố nhịn đau, hắn tiếp tục giải thích. Mộc hàm đã bỏ chạy, đội trưởng phái người đi tìm, nhưng đội trưởng cũng không tìm được bây giờ mày có tra tấn đội trưởng cũng không thể nói ra vị trí của mộc hàm mày nói thằng ngu này không bắt được vợ tao sao lúc này hạ thiên mới có chút lòng tin đúng vậy đội trưởng căn bản không bắt được mộc hàm trương tiểu niên liên tục gật đầu mày đừng tra tấn đội trưởng thả anh ấy ra hừ thằng ngu này sao bắt được vợ tao hạ thiên lầm bầm nói sau đó hắn nhớ đến một vấn đề sao điện thoại của vợ tao lại rơi vào trong tay tên ngốc này? Trương Tiểu Niên vội vàng giải thích. Mộc Hàm trốn đi, điện thoại và hành lý ở lại, vì vậy điện thoại ở trong tay đội trưởng. Xem ra vợ mình không việc gì. Hạ Thiên lầm bầm nói, điều này làm hắn yên tâm hơn. Khi thấy Hạ Thiên có chút lòng tin thì Trương Tiểu Niên vội vàng nói. Bây giờ mày đã thả đội trưởng ra được chưa? Đùng, đùng. Hạ Thiên nổ hai phát súng với Lý Minh Quang, súng vẫn bắn lên đùi sau đó hắn bất mãn ném súng nói súng gì chán nản vậy đạn quá ít trương tiểu niên lại chấn động hắn hô lên tức giận mày mày làm gì sao còn nổ súng với đội trưởng mày ồn ào cáo gì hạ thiên dùng ánh mắt mất hứng nhìn trương tiểu niên vì thấy vợ tao không bị bắt bây giờ tâm tình của tao khá tốt không muốn so đo với mày nếu không tao đã xử lý rồi nếu đội trưởng không bắt vợ mày như vậy sao còn nổ súng với đội trưởng mày muốn làm gì đội trưởng trương tiểu niên vẫn tức giận chất vấn mày sao ngu vậy hạ thiên trừng mắt nhìn trương tiểu niên thằng ngu này muốn giết vợ tao tất nhiên tao phải cho hắn ra đi nếu không phải tao nghĩ rằng hắn biết vị trí của vợ sợ rằng tao đã sớm xử lý nó rồi bây giờ mày nói nó chưa bắt được vợ tao như vậy còn giữ lại làm gì nhưng khốn nổi thằng ngu này dám lừa gạt tao vì vậy trước tiên tao phải đánh nó thành tổ ong, sau đó lại xử lý hắn. Trương Tiểu Niên lập tức choáng váng, hắn thật sự không thể nhìn Lý Minh Quang bị tra tấn, vì vậy mới giúp Lý Minh Quang. Nhưng xem ra bây giờ hắn đã hại Lý Minh Quang, hắn không nói thì Lý Minh Quang tuy bị tra tấn nhưng sẽ không chết, nhưng bây giờ hắn mở miệng, Lý Minh Quang chẳng khác nào không còn giá trị trước mắt Hạ Thiên, vì vậy cũng chỉ còn đường chết. Tống về quốc lúc này đã không nhịn được phải mở miệng nói một câu. Hạ Thiên, tốt nhất cậu phải suy xét hậu quả. Đùng, 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 đùng. Trả lời tống về quốc là những tiếng súng liên tiếp, trên tay Hạ Thiên chẳng biết đã có thêm một khẩu súng từ khi nào, sau đó hắn liên tục bắn vào hai chân Lý Minh Quang. Á! À, Lý Minh Quang bắt đầu kêu lên thảm thiết không dứt, vì Hạ Thiên động tay động chân mà những viên đạn găm vào người tạo ra vết thương cực hạt, nhưng hắn vẫn không hôn mê, vẫn còn bảo trì được sự thanh tịnh. Lại hết đạn hạ thiên có chút buồn bực sau đó hắn hất chân lấy thêm một khẩu súng hư tao cũng chẳng thèm đánh mày thành tổ ong trước tiên cho mày thành kẻ ngu kiếp này đã ngu thì kiếp sau sẽ khôn hơn dừng tay dù biết không hiệu quả gì nhưng trương tiểu niên vẫn quát lên một tiếng hắn lại chịu đau nhào qua ngăn cản đáng tiếc đừng nói trương tiểu niên đã bị thương dù hắn ở trạng thái cực thịnh cũng không thể ngăn cản được hạ thiên hạ thiên nâng súng chĩa lên đầu lý minh quang hắn chuẩn bị cho Lý Minh Quang về địa ngục, cho tên này cùng đi theo Lý Minh Hạo. Nhưng đúng lúc này một luồng khí thức nguy hiểm bùng lên sau lưng, khoảnh khắc này hắn đột nhiên cảm thấy áp lực khủng bố ập đến. Hạ thiên xoay người, trong tầm mắt hắn xuất hiện một sợi tơ màu đen rất dài, chủ nhân của sợi tơ đang ở ngoài trăm mét nhưng đầu sợi tơ đã bay đến trước mặt hạ thiên. Đáng lý ra đây là một sợi tơ mềm nhũn nhưng lúc này lại kéo căng thẳng tắp, giống như trên sợi tơ có một lực lượng cực kỳ khủng bố, Tuy Hạ Thiên cảm nhận được một luồng áp lực khủng bố nhưng vẫn không tránh, hắn tiện tay quăng súng ra, sau đó hắn thỏ tay ra chụp lấy sợi tơ. Đúng lúc Hạ Thiên chuẩn bị chụp chúng thì sợi tơ chợt rung động, hắn cảm thấy bàn tay truyền đến cảm giác đau đớn, trên sợi tơ màu đen truyền đến một lực lượng cực kỳ khủng bố đánh văng bàn tay hắn ra ngoài. Dưới áp lực khủng bố của sợi tơ đen, Hạ Thiên cũng không tự chủ được phải lùi về phía sau một bước. Đúng lúc này sợi tơ lại phóng đến trước mặt hắn chưa đến 10cm sợi tơ còn chưa chạm vào người nhưng hạ thiên đã cảm thấy luồng hàn khí lạnh thấu xương đây là một luồng chân khí cực kỳ băng hàn và khủng bố dù chưa tiếp xúc nhưng hắn đã cảm giác được một lực phá hoại khủng bố vừa rồi liều mình chụp vào sợi tơ và ăn phải quả đắng bây giờ hạ thiên quyết định tạm thời tránh đi vì vậy hắn dùng phiêu miểu bộ và lách ra sợi tơ màu đen vốn đang phóng đến thẳng băng đúng lúc này lại hóa thành một con rắn linh hoạt vẫn bám theo hạ thiên như hình với bóng dù hắn né đến nơi nào thì sợi tơ cũng phóng đến, tình cảnh lúc này vì tránh né công kính của sợi tơ, Hạ Thiên giống như không còn cách nào khác phải dùng phiêu miểu bộ và liên tục né tránh. Kẻ địch hùng mạnh vượt qua dự đoán của Hạ Thiên, không thể ngờ, đây là đối thủ mạnh nhất mà hắn từng gặp phải đến tận bây giờ. Hắn thậm chí còn chưa có thời gian nhìn xem bộ dạng của đối phương là thế nào, trong tầm mắt của hắn thì giống như chỉ có sợi tơ đen, hắn không thể không tập trung tất cả lực chú ý lên sợi tơ khi hạ thiên dùng toàn lực để đối phó thì sợi tơ lạ biến mất cực kỳ quỷ dị rõ ràng là bị kẻ địch thu về nhưng đúng lúc này hạ thiên lại cảm thấy một bóng đen lóe lên một luồng khí lạnh như băng tiếp cận ngay sau đó một bàn tay hầu như trong suốt xuất hiện trong tầm mắt hắn bàn tay trong suốt và cực kỳ xinh đẹp kia giống như không có bất kỳ hành động nào quá sức tưởng tượng nhìn qua chỉ có thể cảm thấy bàn tay đang dò xét hạ thiên nhưng tốc độ nói thì rất chậm nhưng thực tế lại nhanh đến mức khó tưởng Hạ Thiên căn bản không có bất kỳ phản ứng nào thì lồng ngực đã đau đớn, một trường vỗ lên ngực hắn. Người này quả nhiên tinh thông phiêu miểu bộ. Một giọng nói dễ nghe và lạnh như băng truyền vào tai Hạ Thiên. Nguyệt Thanh Nhã và cậu có quan hệ gì? chương 465, người phụ nữ hắc y thần bí. Bộp, bộp, bộp. Hạ Thiên lui về phía sau, mỗi bước chân nhập sâu vào trong đất, sau đó khó khăn lắm mới dừng lại, cuống họng sinh ra cảm giác ngòn ngọt, ngọt vì vậy mà há mồm phun ra một ngụm máu tươi phụt một luồng chân khí lạnh lẽo phóng vào trong người hạ thiên hơn nữa còn liên tục tôn chảy trong kinh mạch dù hạ thiên có băng hỏa linh khí nhưng băng khí trong người hắn lại không hợp với hàn khí này luồng hàn khí này cũng không tính là nhiều cũng bị hạ thiên áp chế xuống nhưng có một điều khó thể nghi ngờ lúc này hắn thật sự thất bại đã bại hoàn toàn đối thủ quá mạnh điều này làm hắn sinh ra cảm giác khó theo kịp Lúc này Hạ Thiên cuối cùng cũng nhìn rõ kẻ địch, đối thủ quá mạnh, đồng thời cũng có dáng người rất tuyệt. Người này rất cao, gần 1,8m, cách ăn mặc có chút quái dị, toàn thân là áo quần đen buộc quanh người. Những bộ vị trên người cao ngất và đầy đặn, eo nhỏ chân dài, cũng vì eo nhỏ mà bộ ngực lồi hẳn ra làm đám người đứng xem lồi cả mắt. Nếu so sánh thì dù là lãnh băng băng đứng trước mặt người này cũng phải ở vào thế hạ phong. Nếu người này chỉ ăn mặc quần áo đen thì chẳng tính là quái dị. Điều quái dị chính là ngoài thân thể được bao quanh bằng bộ quần áo màu đen thì còn có rất nhiều sợi tơ đen. Sợi tơ vừa rồi tấn công Hạ Thiên chính là một trong số đó. Những sợi tơ này không gió mà bay, những sợi tơ bay múa xung quanh, không có bất kỳ quy luật nào, điều này làm cho nàng trở nên quỷ dị, dù là trong mắt ai thì cách ăn mặc cũng không bình thường. Những sợi tơ màu đen quấn quanh người, thậm chí quấn quanh mặt, mái tóc đen cũng tung bay với những sợi tơ lúc này gương mặt nàng cũng bị những sợi tơ màu đen che giấu, làm người ta khó thể nhìn ra tướng mạo, thứ duy nhất có thể thấy chính là cặp mắt kia. Cặp mắt của người phụ nữ này rất đẹp, lông mi dài, con người đen nhánh, nhưng khi nhìn thấy cặp mắt thì Hạ Thiên không sinh ra cảm giác xinh đẹp, hắn cảm thấy trong đó là ánh mắt lạnh lùng, còn có sát ý nồng đậm. Trong mắt nàng bùng ra hai luồng sáng chỉa vào người Hạ Thiên, điều này làm hắn cảm thấy lồng ngực bức bối, cặp mắt đối phương rõ ràng có thể giết người nhìn đối phương thì lần đầu tiên Hạ Thiên sinh ra cảm giác sợ hãi, không phải sợ hãi vì người này hùng mạnh, cũng không phải vì dáng người ma quỷ, lại càng không phải đối phương có cặp mắt giết người, mà chỉ vì nàng nói ra ba chữ, Nguyệt Thanh Nhã. Một cái tên vốn không nên có người nào được biết, đáng lý ra cũng chỉ có năm người biết, ngoài hắn thì cũng chỉ còn ba vị sư phụ, còn có cả Kiều Tiểu Kiều. Vì đây là cái tên của thần tiên tỷ tỷ, đây là tên của thần tiên tỷ tỷ xinh đẹp nhất trên đời, chính là Nguyệt Thanh Nhã nhưng bây giờ cái tên của thần tiên tỷ tỷ lại được một người xa lạ nói ra khỏi miệng hơn nữa còn truy vấn quan hệ giữa hạ thiên và thần tiên tỷ tỷ điều này làm hắn tuyệt đối kinh ngạc hắn sinh ra cảm giác người này nhất định có quan hệ với thần tiên tỷ tỷ hắn càng phát hiện thật ra trên người đối phương còn có một luồng khí chất tương tự như thần tiên tỷ tỷ trên người các nàng giống như cùng bùng ra một luồng khí chất cao ngạo này chị là ai tên của thần tiên tỷ tỷ mà chị cũng biết được sao Hạ Thiên lập tức khôi phục lại trạng thái bình thường sau khoảnh khắc run sợ ngắn ngủi, sau đó hắn dùng ánh mắt bất mãn nhìn đối phương, trong lòng thầm nghĩ phải làm sao để đánh nàng một trận. Thần tiên tỷ tỷ sao? Người phụ nữ Hắc Y nghe xong thì có chút kinh ngạc, sau đó nàng hừ lạnh một tiếng. Quả nhiên cậu biết Nguyệt Thanh Nhã. Người phụ nữ Hắc Y còn chưa nói xong thì có hơn 10 sợi tơ phóng về phía Hạ Thiên. Hạ Thiên vội vàng tránh né, nhưng lúc này hắn căn bản không kịp tránh hơn 10 sợi tơ trói hắn lại thật chặt, không thể nhúc nhích. Sau đó hắn cảm thấy mình bay bổng lên không, bên tai vang lên những tiếng o o, rõ ràng đang bị người phụ nữ hắn y kéo đến. Lúc này đám người hắc báo trong trụ sở huấn luyện cũng đang trợn mắt há mồm, đáng lý ra bọn họ đều cảm thấy Hạ Thiên quá biến thái, nhưng còn có người biến thái hơn cả Hạ Thiên, bây giờ còn bắt được cả Hạ Thiên. Tất nhiên đối với bọn họ thì đây mới là chuyện tốt, ít nhất bây giờ bọn họ cũng an toàn. Huấn luyện viên, phải làm sao bây giờ? Có người không nhịn được phải nói một câu, bây giờ Lý Minh Quang đã là người hầu như gần chết, người làm chủ tất nhiên là sĩ quan huấn luyện Tống Vệ Quốc. Tống Vệ Quốc dùng ánh mắt quái dị nhìn về phía Hạ Thiên biến mất, sau đó hắn mở miệng nói. Trước tiên đưa đội trưởng đến bệnh viện, những người bị thương cũng đưa đến bệnh viện, những chuyện khác nói sau. Thực tế Tống Vệ Quốc cũng trúng một viên đạn, nhưng đối với hắn thì chẳng đáng là gì. Hạ Thiên đang suy nghĩ xem phải làm thế nào để đánh văng những sợi tơ màu đen trên người, nhưng đúng lúc này hắn lại cảm thấy mình khựng lại, sau đó bị ném xuống đất, những sợi tơ trên người cũng biến mất hơn phân nữa, chỉ còn lại vài sợi cột trên người. Nhưng hắn căn bản không thể nhúc nhích, công lực cũng bị ngăn chặn, căn bản không thể nào thi triển được. Hạ Thiên nhìn lướt qua bốn phía, hắn cảm thấy mình ở trong một gian phòng rộng rãi. Tuy gian phòng này khá lớn nhưng bên trong lại rất đơn giản ngoài một chiếc giường đã được trải lụa đen khá lớn thì căn bản không còn gì khác khoảnh khắc này người phụ nữ hắc y đang ngồi trên giường dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hạ thiên cậu có quan hệ gì với nguyệt thanh nhã người phụ nữ hắc y tiếp tục dùng giọng lạnh lùng hỏi sao chị lại biết thần tiên tỷ tỷ hạ thiên hỏi ngược lại tôi đang hỏi cậu trước người phụ nữ hắc y dùng giọng lạnh lùng hơn hỏi cậu tốt nhất đừng nói cho tôi biết nguyệt thanh nhã là chị mình thần tiên tỷ tỷ tất nhiên không phải là chị tôi. Hạ thiên có chút bất mãn. Thần tiên tỷ tỷ là vợ tôi. Không cần gạt tôi, nếu không tôi sẽ giết cậu. Người phụ nữ hắc y dùng giọng lạnh lùng nói. Nể mặt Nguyệt Thanh Nhã, tôi cho cậu một cơ hội, tôi hỏi cậu một lần nữa, Nguyệt Thanh Nhã rốt cuộc có quan hệ gì với cậu? Hạ Thiên cũng rất bức bối. Chỉ có vấn đề gì sao? Tôi đã nói rõ rồi, thần tiên tỷ tỷ là vợ tôi audio điện tử võ tấn bền hết chương 465